Tô Vĩ Xuyên sách. Thân là con nuôi của cố gia, cô vẫn chăm chỉ cẩn thận, nhưng vẫn bị mẹ nuôi thiết kế và nhà máy sắt thép đâm đầu ngủ. Mục đích là vì mưu đoạt tài sản của Tô Gia. Chỉ là Tô Diễm đã đổi tâm tử, cũng không phải dễ chọc, cũng không cam lòng làm bia đỡ đạn. Nàng trí đấu dưỡng phụ mẫu một nhà, đoạt lại chính mình tất cả hết thảy, bao gồm mẫu thân lưu lại ngọc bội, mở ra ngón tay vàng không gian. Từ đó, cô xuống nông thôn làm tri thanh, nghỉ ngơi dưỡng sức ở quê hương nguyên chủ. Mà thịnh đạo ra ngoài làm nhiệm vụ, gián điệp không tra được, lại bị người ta nhét vào một người vợ. Muốn nói, đây căn bản là sĩ nhục, hắn lại vui vẻ. Thật sự là vợ quá đẹp, cũng quá thông minh, giống như một mặt trời nhỏ sưởi ấm hắn. Từ đó về sau thịnh đạo có dũng khí, đối kháng với tất cả bất công. Hai người vốn bị giẫm đạp, từ đó về sau nhân sinh có thay đổi cực lớn. Chương 1 Xuyên Thư Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đau Tô Diễm từ trong đau đớn tỉnh lại. Cả người như bị phân tán, tứ chi bách hài truyền đến cảm giác chua xót tê dại. Tô Diễm xoa xoa huyệt thái dương, con ngươi chậm rãi mở ra, trong phòng tối tăm nàng thích ứng một chút, mới thấy rõ người có mắt. Cô bị kinh hãi đến mức không thở nổi. Tô Diễm lúc này đang ghé vào trên người một nam nhân, còn là một nam nhân cả người trần trụi. Tô Diễm bị dọa che miệng, ngăn chặn tiếng kêu sợ hãi sắp thốt ra, nàng vội vàng xoay người xuống. Dường đơn, vốn là nhỏ hẹp, nam nhân lại chiếm hơn phân nửa, cũng may Tô Diễm gầy yếu, có thể có một chỗ ngồi. Tô Diễm suy nghĩ lật qua lật lại, muốn biết rõ ràng đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, đầu óc giống như châm cứu, tràn vào liên tiếp trí nhớ. Một lát sau, Tô Vĩ thở dài một hơi, nàng thấy nhưng truyền thư, xuyên vào một quyển nàng xem qua niên đại quân hôn văn gả cho quan quân mạnh nhất. Muốn nói nguyên chủ này, thật đúng là thảm. Tô Vĩ là con nuôi của Cố gia, từ nhỏ cha nuôi Cố Quốc Thành đã nói với cô, cha mẹ cô đã chết khi làm nhiệm vụ, nhưng nhiệm vụ lần đó thất bại rất kỳ quặc, mà cha mẹ cô thì có thể là gián điệp. Kỳ thật đối ngoại, chỉ nói cha mẹ cô mất tích, tung tích không rõ mọi người chỉ biết cô ấy là một cô gái mồ côi. Cứ thế mãi, Tô Vĩ cực kỳ thống hận cha mẹ ruột của mình, mà ở một nhà cố quốc thành, lại mang lòng cảm ơn to lớn. Dù sao dưỡng phụ thu lưu nàng cái này hư hư thực thực gián điệp chi nữ, là có rất lớn mạo hiểm. Cho nên, Tô Vĩ liền cam tâm tình nguyện ở cố gia làm trâu làm ngựa, mà cô lại là chó săn, đuôi nhỏ của chị nuôi cố hoàng hoàng. Cố hoàng hoàng này là nữ chính của quyển sách, khí vận gia thân, đoàn sủng mệnh cách, chúng tinh phủng nguyệt lớn lên, nguyên chủ ở trước mặt nàng, giống như hạt gạo thấy trăng sáng, nhỏ bé như bụi bậm. Cố hoàng hoàng bảo cô đi về phía đông, cô cũng không đi về phía tây. Nghĩ vậy, tô diễm khẽ thở dài một hơi, ánh mắt dời về phía nam nhân bên cạnh. Thình đạo Nhân vật phản diện lớn nhất của cuốn sách Trong gian phòng nhỏ hẹp, chỉ mở một cánh cửa sổ, ánh sáng yếu ớt chiếu vào, tô vị thấy rõ dung mạo của người đàn ông anh nhắm mắt lại, lông mi cong cong, dài hơn cả của phụ nữ. Sống mũi cao thẳng, đường hàm dưới thâm thúy, diện mạo cứng trắng tuấn lãng. Mà dáng người của hắn lại càng làm cho người ta chảy nước miếng. Vai rộng eo hẹp, cơ bụng tám múi đánh dấu, hoàn mỹ giống như tác phẩm nghệ thuật. Mà trên ngực có hai đạo vết sẹo, tinh tế thật dài, như là vết thương mới, còn phím hồng sắc, cũng không giữ tận, cho bộ thân thể này gia tăng một tia tí giả tính học mon nhớ tới cảnh ngộ của hắn. Con ngươi tô vĩ lóe lên, hôm nay tất cả đều là nhờ dưỡng mẫu la quân hoa và cố hoàng hoàng. Hôm qua là sinh nhật 18 tuổi của tô diễm, sau sinh nhật cô, liền có thể nhận được bất động sản và di vật mà cha mẹ ruột để lại. Cố gia muốn, nhưng lại sợ người khác nói bọn họ khi dễ cô nhi, liền nghĩ biện pháp hủy diệt nàng, thanh danh của nàng hỏng rồi, sau khi đuổi nàng đi, những tài sản kia liền thuận lý thành chương trở thành vật của cố gia. Mà phá hủy nàng biện pháp, chính là lưu manh tội, tuyển chọn người may mắn, chính là thịnh đạo. Dù sao, chỉ cần phạm vào tội lưu manh, Tô Diễm liền không có biện pháp ở lại Vân Thành. Ta biết ngươi đã tỉnh." Tô Diễm mở miệng nói, thanh âm còn mang theo ám ách. Nàng xấu hổ nhất thời đỏ mặt. Nghe vậy, thịnh đạo mở mắt ra, hắn đứng dậy, lấn người mà lên, một tay bóp cổ Tô Diễm, ánh mắt nham hiểm nham hiểm, thanh âm lạnh lùng, nói: vì sao tính kế ta tôi diễm kéo cánh tay người đàn ông bị bóp không thở nổi nói chuyện đứt quãng thả buông tôi ra nng không hổ là đại nhân vật phản diện vừa đến liền trình diễn một màn uy hiếp bóp cổ nhìn đôi mắt hung ác của hắn như một con giả thú tôi diễm rùng mình một cái sợ mình không cẩn thận liền bị người này bóp chết không phải không phải tôi làm tôi tôi cũng là người bị hại Tô Diễm gặp gền nói xong, sắc mặt nghẹn đỏ bừng, con ngươi lại như cũ trong trẻo, một mảnh thản nhiên. Nhìn nàng không giống gian trá giảo hoặc hạng người, thịnh đạo buông lỏng tay, đem nàng quăng qua một bên. Sau đó, nhặt quần áo trên mặt đất lên, từng kiện từng kiện khoác lên người, tao nhã giống như một quý công tử. Thanh âm của hắn vẫn lạnh lẽo vô cùng, còn lộ ra nồng đậm uy hiếp, trước khi ta mặc xong quần áo, cho ta một đáp án hài lòng. Ồ, Tô Diễm giải ra đáp, nhìn nam nhân mặc quần áo thiếu chút nữa mê muội. Cô nhớ lại nội dung trong sách, Cố Hoàng Hoàng là nhân viên tổ chức liên hiệp phụ nữ trên đường Thanh Hải, mấy ngày trước lúc đi nhà máy sắt thép an ủi nữ đồng chí, vừa vặn gặp phải nồi hơi cháy, lúc ấy Thịnh Đạo Định và Thẩm Vận Đình vọt vào, cứu cô ra. Hai vị ân nhân cứu mạng, Cố Hoàng Hoàng cực kỳ để ý Thẩm Vận Đình, hôm nay đặc biệt đến đơn vị đối phương tặng cờ thưởng mà thịnh đạo thì bảo la quân hoa mời ăn một bữa cơm cho xong việc la quân hoa liền nổi lên tâm tư đem đồ ăn bỏ xuống lại đem tô diễm cùng thịnh đạo khóa cùng một chỗ lát nữa sẽ tới bắc giang chứ nghĩ tới đây tô diễm cau mày nàng nói sự tình là dưỡng mẫu ta làm bất quá nàng muốn nhằm vào ta ngươi là bị liên lụy thịnh đạo xu vẻ mặt đạm mạc cài nút áo sau đó thì sao tô diễm nhìn hắn khí định thần nhàn trong mắt đảo quanh, mẹ nuôi của ta hẳn là đi tìm cố hoàng hoàng cùng thẩm vận đình, tính toán thời gian bọn họ hẳn là sắp tới, đây chính là tội lưu manh, hai người chúng ta bị bắt, không có kết quả tốt để ăn. Nghe vậy, thình đạo vỗ vỗ quần áo của mình, nghiêm trang chính trực, ánh mắt liếc đến trên người hắn, mang theo một tia ngã ngớn. Nhưng mà, người không mặc quần áo chính là em. Anh sâu kín mở miệng. Tô Diễm đằng một chút đỏ bừng mặt, cúi đầu nhìn thân thể của mình một chút, chỉ có một cái chăn mỏng đắp lên, trên da lộ ra, còn có một chút vết đỏ. Cô ủy khuất hư một tiếng, nhưng cũng sẽ không ầm ỉ để thịnh đạo chịu trách nhiệm. Đây chính là đại nhân vật phản diện A. À. Lúc này, ngoài cửa truyền đến một trận thanh âm nói chuyện. Trong con ngươi tô vĩ hiện lên vẻ hoảng hốt. Chương 2 Đau đầu Bạn đang nghe tại truyện chấm audio cửa lớn cố gia là quân hoa mang theo một đám người cầm đầu chính là cố hoàng hoàng cùng thẩm vận đình ở phía sau bọn họ còn lại là các đồng chí trẻ tuổi của đội kiểm tra từng người mang theo áo đỏ tinh thần dân trào từng người từng người lòng đầy căm phẫn bước chân khí thế hung hăng ban ngày ban mặt cũng dám đùa dẫn lưu manh hôm nay nhất định phải bắt được bọn họ đúng vậy cái kia thịnh đạo nhạc nghe nói là trong quân đâm đầu đưa đến chúng ta sát thép xưởng sau đó cũng như vậy không phục quản giáo, lần này phải cho hắn vào không thể. Nhưng ta nghe nói phía trên hắn có người. Ha ha, phía trên chúng ta vẫn là vĩ nhân, là quần chúng nhân dân, là chủ nghĩa xã hội. Nếu hắn dám làm nhà tư bản bao che, thế lực lớn hơn nữa cũng phải kéo hắn xuống. Mấy đồng chí tí tách nói nhỏ. Cố hoàng hoàng khẽ ho một tiếng, trên khuôn mặt dịu dàng lộ vẻ lo lắng, lặng lẽ kéo ống tay áo thẩm vận đình thẩm vận đình vội vàng cúi đầu đi qua thẩm đồng chí tô diễm mùi mùi ta khả năng nàng không hiểu chuyện nếu là bị thịnh đạo khuynh bị lừa gạt có thể hay không buông tha nàng nghe vậy thẩm vận đình lập tức nghiêm túc nói nếu là tô vĩ đồng chí là bị ép buộc đó chính là người bị hại tổ chức nhất định sẽ bảo vệ nàng người yên tâm đi ừ em tin em gái tô diễm không phải người như vậy cố hoàng hoàng vuốt cằm trên mặt mang theo nụ cười ngọt ngào Thẩm Vận Đình nhìn trong lòng kích động không thôi, hắn đã sớm nghe nói Cố Hoàng Hoàng không chỉ là một đại mỹ nhân, quan trọng hơn là nạn tâm địa thiện lương, tính cách ôn hòa, là đồng chí tốt hiếm có trong liên đoàn phụ nữ. Trước kia anh còn cảm thấy là khoa trương, trải qua hai lần ở chung này, Thẩm Vận Đình cảm thấy Cố Hoàng Hoàng so với trong truyền thuyết càng tốt hơn. Là quân hoa phía trước, khóe môi gợi lên một nụ cười gian, nàng đem móng quốc nhỏ bé cùng thịnh đạo khóa lại, liền ở ngoài phòng nghe một hồi. Hai người nổi lên động tĩnh, nàng liền vội vàng đi kiểm tra đội văn phòng tìm nhà mình nữ nhi cùng Thẩm Vận Đình. Nếu bắt được Lưu manh, công lao lớn nhất định phải ghi nhớ trên người Hoàng Hoàng các nàng. Bất quá, lúc ấy Cố Hoàng Hoàng cùng Thẩm Vận Đình đi nơi khác, cô đành phải ở bên ngoài văn phòng đợi hơn 2 giờ. Cho nên trở về muộn một chút. Bất quá, chính mình thả đồ vật, lượng thuốc rất đủ, nghĩ đến hai người kia căn bản không có khả năng tỉnh lại. Trời ạ, à, công lao thuộc về con gái bà ấy. Nhà và tài sản sau này cũng là của con gái bà. Nhớ tới, là quân hòa trong lòng liền vui sướng, nhẹ giọng chào hỏi, các đồng chí, bọn họ hẳn là còn ở trong phòng đâu. Mà lúc này trong phòng, tô diễm nghe động tĩnh cũng không để ý xấu hổ, mặc quần áo tử tế, trên mặt cực kỳ nghiêm túc, đồng chí thịnh đạo bạch, tình huống hiện tại khẩn cấp, tôi liền nói ngắn gọn. Bọn họ đã tới, hiềm nghi của chúng ta có thể không dễ tẩy. Không bằng nói thẳng chúng ta đang xử lý đối tượng, bọn họ không có bắt gian tại giường, sẽ không tính. Nếu không, không chỉ ta ở chỗ này đợi không nổi nữa, ngươi hẳn là cũng sẽ bị bắt lại, ngươi cho dù có nhân mạch có thể vận hành, cũng sẽ không dễ chịu đi. Về phần quan hệ của chúng ta, chờ ngươi rời đi, liền tự động giải trừ, ta sẽ không dây dưa ngươi. Tô Diễm nhìn chầm chầm con ngươi u ám thâm thúy của thịnh đạo nín thở chờ đợi đáp án của hắn. Được. Yên tâm, anh sẽ chịu trách nhiệm với em. Thịnh đạo khẽ giật mình, ánh mắt dừng ở trên người tô diễm, mang theo hương vị nhìn kỹ. Đối với cố gia dưỡng nữ, hắn tự nhiên là nghe nói qua, xinh đẹp thiên nga trắng bên người xấu xí Việt con. Hôm nay vừa thấy, cũng không giống như trong lời đồn như vậy. Nàng bình tĩnh lý trí, gặp phải loại chuyện này, xuất hiện qua e lệ, nhưng không có chút nào hoảng loạn mỗi một bước đều làm có thể nói là hoàn mỹ. Không thể không nói, hắn đối với Tô Vĩ sinh ra một chút hứng thú. Thịnh đạo su sờ sờ đầu của nàng, theo tóc sờ đến trên mặt, làn da trơn nhẵn, ngón tay của hắn khẽ run, nhớ tới vừa mới ở trên người nữ nhân trong rủi cảm giác. Tô Diễm căn bản không phải việc con xấu xí, trong quần áo rộng thùng thình của cô, dáng người đẹp bao nhiêu, thịt mềm bao nhiêu, chỉ có anh biết. Thịnh đạo đình đè ngọn lửa nổi lên trong lòng xuống, sau đó ấn bả vai cô, ấn người lên ghế trước bàn học. Từ trong sách trên bàn rút ra một quyển vĩ nhân ngữ lục. Đọc. Được. Tô Diễm sửng sốt một chút, trên mặt vừa mới bị hắn sờ đến, còn nóng lên. Người đàn ông này sao còn trêu chọc cô? Thình đạo xoay đèn bàn trên bàn, nhấc chân đi tới bên giường, nhìn thấy một vệt đỏ tươi trên đệm chăn, trong con người u ám của hắn đốt một đóa hỏa diễm. Đưa tay kéo chăn, che khuất chỗ kia, thịnh đạo đặt mông ngồi xuống. Thân thể hơi nghiêng qua, một bàn tay đưa đến trước mắt Tô Diễm, nhẹ nhàng điểm chữ trên ngữ lục, ngón tay thon dài hữu lực, giọng nói thịnh đạo nhàn nhạt, biết chữ không? Ừ. Tô Diễm gật đầu. Nàng là một sinh viên tài cao của thế kỷ 21, những chữ này khẳng định nhận thức, hơn nữa nguyên chủ học tập cũng không tệ, nói nhận thức cũng sẽ không có vấn đề. Tự do, giàu mạnh, dân chủ. Tô Vĩ một bên nhẹ giọng đọc, một chút nghe động tĩnh bên ngoài, nghe thanh âm kẻo kẹt, chậm rãi tiếp cận. Cô ấy sống trong một căn gác nhỏ trên tầng 2. Địa phương không lớn, bởi vậy người đi lên không nhiều lắm, chỉ có ba người la quân hoa cùng hai gã đồng chí khác. Chỉ nghe bùng một tiếng, cửa bị đẩy ra từ bên ngoài. Thiên quan chật lộ, la quân hoa không thấy rõ tình huống bên trong, liền bắt đầu thét chói tai. Bắt lưu manh, bắt lưu manh con ngươi trong sáng của tô diễm lóe lên cầm trong tay ngữ lục đứng lên vẻ mặt ngây thơ mẹ mẹ đang nói cái gì chuyện gì xảy ra la quân hoa kinh ngạc há to miệng tô diễm em đang làm gì vậy con đang học ngữ lục vĩ nhân mẹ tô vĩ nhiên đầu vẻ mặt ngây thơ quơ quơ sách trong tay trước mặt la quân hoa cô còn nói thêm mẹ không phải mẹ mời đồng chí thịnh tới ăn cơm sao anh ấy từng làm việc trong quân đội, hiểu rất sâu sắc về ngữ lục vĩ nhân, còn để anh ấy dạy con, quả nhiên anh ấy biết rất nhiều. Nói bậy. La Quân Hoa dồn dập ngắt lời cô, chỉ vào cô trống giận, rõ ràng cô đang làm loạn quan hệ nam nữ với anh ta, tôi đều nghe được. Nghe vậy, Tô Diễm đột nhiên sụp đổ khóc lớn, "Mẹ, sao mẹ có thể nói như vậy? Mẹ không phải nói con cũng là con gái của mẹ sao? Mẹ vì sao muốn nói xấu con?" Còn không có làm chuyện như vậy. Ánh mắt Tô Diễm rơi xuống người cố hoàng hoàng, quả nhiên, cô và thẩm vận định đều xuất hiện. Trong sách nguyên bản nội dung, lúc này đây nàng cùng thẩm vận định đều lập đại công, chiếm được thăng chức cơ hội. Càng làm cho cô và thẩm vận định trở thành bạn bè cách mạng. Mối quan hệ của hai người tiến bộ nhanh chóng. Quả thực là hai tiện nhân dẫm lên người cô và thịnh đạo su. Con ngươi Tô Diễm lóe lên, khóc nhào vào trong ngực cố hoàng hoàng chị, chị biết em, em không phải người như vậy, có phải mẹ không thích em hay không, vậy em dọn ra ngoài là được rồi. Hôm nay còn không phải lúc trở mặt với người cố gia, tô diễm quả thực đã dùng hết diễn suốt cả đời. Ngón tay lặng lẽ bóp đùi mình, nước mắt chảy như hạt đậu không biết xấu hổ. Em gái, đừng khóc, anh hỏi mẹ chuyện gì xảy ra. Có thể hai người có hiểu lầm. Cố hoàng hoàng vỗ vỗ lưng tô diễm, dịu dàng trấn an cố hoàng hoàng nhìn về phía la quân hoa chuyện này mẹ chưa từng thương lượng với cô nhưng lúc trở về cô đã đoán được ước chừng là chuyện gì xảy ra vốn tưởng rằng là chuyện ván đã đóng thuyền nàng liền không muốn nói thêm gì nữa không ngờ lại xảy ra sự cố trong mắt cố hoàng hoàng hiện lên một tia bất mãn thành sự không đủ bại sự có thừa còn thích tự chủ trương con ngươi lóe lên cố hoàng hoàng hỏi mẹ có phải mẹ nghe lầm không em gái khi đó, có phải đang khóc hay không? Tô Vĩ trong lòng ngẩn ra, nữ nhân này thật sự là ác độc, đang dụ dỗ La Quân Hoa. Quả nhiên, ngay sau đó La Quân Hoa liền lấy lại hương vị, lau nước mắt một phen, nói. Tô Diễm, mẹ vừa rồi là sốt ruột, nói sai rồi. Không phải con đang làm loạn quan hệ nam nữ, là ta nghe được hình như con bị ép buộc. Có phải hay không? Cố hoàng hoàng vuốt đầu Tô Diễm, dịu dàng nói em gái, nếu em bị bắt nạt, hãy dũng cảm nói ra. Tổ chức sẽ không bỏ qua bất kỳ người xấu nào, có anh và. Đồng chí Thẩm ở đây, chúng tôi sẽ thay em chủ trì công đạo. Khi cô nói đến đồng chí Thẩm, trên mặt hiện lên một vệt đỏ ửng. Thẩm Vận Đình bên cạnh lập tức đứng ra, ưỡn thẳng ngực, tô đồng chí, nếu anh bị xâm phạm, bị khi dễ, nhất định phải dũng cảm nói ra, có tôi ở đây sẽ không có bất luận kẻ nào khi dễ anh. Nghe vậy, Tô Vĩ lặng lẽ biểu môi, loại nam nhân dùng lòng ngực nói chuyện này, cũng thật nhiều dầu mỡ. Làm sao lên làm nam chính? Tô Diễm từ trong ngực cố hoàng hoàng đi ra, trên lông mi còn mang theo nước mắt, cô ngây thơ lắc đầu, không có, đồng chí thịnh thật sự không có khi dễ tôi, chúng tôi vẫn luôn học tập. Học tập tại sao phải đóng cửa? Là quân hoa sốt ruột truy vấn. Lúc này, vẫn chưa mở miệng thịnh đạo khuynh, lạnh lùng mở miệng nói. Ngươi nếu đã nghe được nữ nhi của ngươi tiếng khóc, nghe được ta tại xâm phạm nàng. Mà ngươi không đi lên ngăn lại, lại chạy ra ngoài gọi ngươi, ngươi là có ý gì? Chương 3 Nên nói rõ Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Thình đạo hỏi một phen, làm cho la là quân hoa á khẩu không trả lời được Nàng lắp bắp nói Ta không thể để cho ngươi chạy trốn, cho nên mới đi gọi ngươi la quân hoa hối hận a à, rõ ràng cô đứng ở trước cửa gào thét một tiếng là được hết lần này tới lần khác bởi vì muốn đem công lao cho hoàng hoàng hiện tại xảy ra chuyện này cố hoàng hoàng tức giận nàng len lén liếc la quân hoa một cái thẩm vận đình cùng hai nhân viên công tác theo sau lúc này cũng có chút đâm lao phải theo lao bắt giang muốn bắt bẩn nhưng người ta đang học tập vĩ nhân ngữ lục nói là bị ép buộc cô gái kia khóc lê hoa đái vũ Hết lần này tới lần khác, lại bị người oán giận á khẩu không trả lời được. Tội danh này không tốt à. Thình đạo bạch cười lạnh, vậy ngươi đi kêu người ta hô thật lâu, không thèm để ý con gái mình bị khi dễ. Cái này! Cái này! Là quân hoa bị oán giận nói lắp, vẫn nháy mắt với cố hoàng hoàng. Cố hoàng hoàng lạnh lùng liếc cô một cái, ngẩng đầu cười nói. Đồng chí Thình, mặc kệ như thế nào, anh ở trong phòng em gái tôi đối với thanh danh của cô ấy quả thật không tốt lắm, chuyện này anh làm sai rồi. Vâng. Thịnh đạo đáp đầy miệng, chuyện này, tôi suy nghĩ không chu toàn. Bất quá, tôi nguyện ý chịu trách nhiệm, tôi đối với đồng chí Tô Vĩ cũng là nhất kiến chung tình, cho nên muốn đính hôn với cô ấy. Tô Diễm thẹn thùng kéo ống tay áo cố hoàng hoàng, chị, đồng chí Thịnh chính là ân nhân cứu mạng của chị, anh ấy là người tốt, mẹ khẳng định nghe lầm, hiểu lầm cái gì, hai chúng ta một mực học tập ngữ lục. Nghe được bốn chữ ân nhân cứu mạng, trong lòng cố hoàng hoàng rất khó chịu. Cô một chút cũng chướng mắt thịnh đạo, là một cái gai gốc, không phục quản giáo, người như vậy không có tiền đồ, không giống thẩm vận đình, ông nội là xưởng trưởng, tiền đồ một mảnh quan minh. Nhưng là, nếu là chính mình trách móc nặng nề ân nhân cứu mạng chuyện truyền ra ngoài, nhất định sẽ bị mắng bạch nhãn lan, kia nàng nhiều năm kinh doanh hết thảy đều hủy hoại chỉ trong chốc lát cố hoàng hoàng rối rắm lúc này tô vĩ còn nói thêm đồng chí thịnh học ngữ lục rất tốt hiểu nhiều nếu tôi có thể gả cho anh ấy là phúc khí của tôi không được la quân hoa vội vàng quát nếu như định hôn chuyện này liền không có nhược điểm nghe vậy trong con ngươi tô diễm hiện ra một tia lãnh quan nàng lúc này ông đầu khóc lên mẹ ta gần đây là làm chuyện gì chọc đến ngươi không vui sao Ngươi đầu tiên là dẫn người tới, muốn hủy diệt thanh danh của ta. Hiện tại lại trở ngại hạnh phúc của ta. Vì cái gì? Ta đã 18 tuổi, ta trưởng thành, hiểu được cái gì là tốt cái gì là không tốt. Ngươi vì cái gì vẫn nhằm vào ta? Ngươi muốn bức tử ta sao? Tiểu tiện nhân, ngươi nói hưu nói vượng cái gì? La quân hoa tức giận, giơ móng vuốt muốn tiến lên. Nàng tức giận đến quên mất chỉ muốn xé nát miệng tiểu tiện nhân chỉ là sau một khắc cổ tay liền bị thịnh đạo bắt được chân dài của hắn như tia chớp vương ra một cước đá vào đầu gối la quân hoa la quân hoa té ngã trên mặt đất ngã chó ăn phân Hoa. la quân hoa nhất thời tức giận gào khóc vừa ra mọi người ở đây sắc mặt khác nhau khóe môi thịnh đạo công lên một nụ cười như có như không ánh mắt rơi vào trên người tô diễm mang theo sủng nịch mà chính mình cũng không nhận ra. Sắc mặt cố hoàng hoàng lập tức đen lại. Ba người thẩm vận đình nhìn trò khôi hài này, cũng đau đầu, muốn xem kỹ cố hoàng hoàng một lần nữa. Cố hoàng hoàng nhận thấy thẩm vận đình cách cô hơi xa một chút. Trong lòng cũng toát ra một đám lửa, cô lạnh lùng nói. Mẹ, mẹ đừng náo loạn. Là quân hoa bị mắng, nàng quỷ khuất không dậy nổi, lên tiếng quát. Ta còn không phải câm miệng. Ngoài cửa đột nhiên truyền đến một trận nam nhân trống giận. Tô Vĩ nhìn người từ trước đến nay. Chính là cha nuôi Cố Quốc Thành của hắn. Cố Quốc Thành là chủ nhiệm nhà máy sắt thép. Lúc anh ta vừa tan tầm, trên đường liền có người tán gẫu nhà anh ta đã xảy ra chuyện. Rất nhiều người trong đội kiểm tra đi qua. Trong lòng hắn lọc bọc một chút, chẳng lẽ đồ đạc trong nhà bị phát hiện. Gần đây Vân Thành có một thế lực đang điều tra hắn, cố quốc thành gần đây hết sức cẩn thận. Sau đó, hắn đạp bay bánh xe đạp, vừa về đến nhà phát hiện là La Quân Hoa dẫn người tới Bắc Giang. Không bắt được không nói, còn thiếu chút nữa nói lung tung. Năm đó, hắn là muốn tìm một cái ngu xuẩn một chút, mạnh mẽ một chút, hảo đáng đo, không nghĩ ngu xuẩn mỗi ngày làm chuyện ngu xuẩn, tức giận hắn răng đều muốn cắn nát. Tác dụng duy nhất chính là sinh cho mình một đứa con gái thông minh. Tô Diễm cẩn thận nhìn nhau, trong ánh mắt tràn đầy lo lắng. Cố quốc thành này cũng không dễ đối phó như vậy, nếu hắn cố ý dẫn người điều tra, chỉ sợ không giấu được. Thình đạo lặng lẽ đi về phía trước hai bước, đứng ở phía sau tô diễm, ẩn ẩn che chở nàng. Khi cảm nhận được những điều này, tô vĩ cúi đầu khóe môi cong lên. Cố quốc thành kéo la quân hoa lên, lớn tiếng quát. Nói cái gì? Khóc lóc, mau về phòng đi. La quân hoa này cả đời sợ nhất chính là cố quốc thành, hắn từng ra chiến trường, cũng từng làm quan, cổ khí thế trên người kia, lớn tiếng nói chuyện, nàng đều phải phát run. Ta. Được. La quân hoa vẽ mặt cầu xin, còng lưng xuống lầu. Trước khi đi, hung hăng liếc mắt nhìn hai người tô diễm, trong lòng đã sớm nguyền rủa hai người bọn họ một lần. Cố hoàng hoàng thấy thế, vội vàng nói. Ba, con đi xuống bồi mẹ trước ừ cố quốc thành gật đầu sau đó cố quốc thành liền nhìn về phía thẩm vận đình trên mặt cười hiếp mắt đồng chí thẩm chuyện hôm nay thật sự là một con rồng đen nhà chúng ta không hiểu rõ ràng phiền toái cậu đi một chuyến lúc trước cậu cứu hoàng hoàng nhà chúng ta hôm nào tôi nhất định sẽ cảm ơn cậu thật tốt tôi diễm lặng lẽ liếc hắn một cái đám đồ ăn này coi trọng thế lực thẩm gia cười giống như một lão hồ ly đồng dạng là ân nhân cứu mạng Thái độ đối với thịnh đạo cũng không tốt như vậy. Mọi người trong nhà họ Cố đều là diễn viên, ở xưởng sắt thép mọi người đều biết là một nhà lương thiện, kỳ thật trong lòng rất bỡ đỡ. Sắc mặt Thẩm Vận Định có chút không tốt, nhưng vẫn rất lễ phép, "Tô đồng chí, chỉ cần không xảy ra chuyện là tốt rồi, chúng ta cáo từ trước." Thẩm Vận Định mang theo nhân viên đội kiểm tra rời đi, mỗi người đều cúi mặt, vốn tưởng rằng có thể kiếm được công lao, kết quả đi một chuyến tay không. Cố Quốc Thành đuổi người, không truy cứu việc này, bất quá là bởi vì sợ bí mật của mình bị bại lộ. Bọn người đều đi xong, Cố Quốc Thành tại nhìn thẳng Tô Diễm một chút, hắn vừa mới ở phía dưới lặng lẽ ngừng trong chốc lát, luôn cảm thấy nha đầu này giống như thay đổi một dạng. Nhưng người vẫn là người kia a. À? Chẳng lẽ trước kia nàng đều giả bộ? Nghĩ đến đây, con người Cố Quốc Thành âm ác chợt lóe lên, giống như biến sắc mặt, lập tức mang theo nụ cười hiền phù, Diễm Diễm chuyện hôm nay rốt cuộc xảy ra chuyện gì đúng vậy đồng chí thịnh không tốt sao lúc anh ấy cháy nhà máy sắt thép có thể lập công anh ấy còn từng đi lính vì nhân dân xuất lực tôi rất sùng bái anh ấy tô diễm nghiêm mặt nhưng mà cố quốc thành mang theo một tia chần chờ tô diễm đẩy thịnh đạo phía sau anh mau trở về chuẩn bị xính lễ bên em có em nói với ba mẹ được Thịnh đạo nhạc biết đây là tiểu cô nương cố ý đuổi người, cũng không làm khó nàng. Cùng cố quốc thành khẽ gật đầu, xem như chào hỏi, liền rời khỏi cố gia. Gặp người đi rồi, nụ cười trên mặt tô vị biến mất, khóe môi gợi lên một tia châm biếm, thanh âm lạnh lùng. Ba, có một số việc, là nên nói rõ ràng. Chương 4 Xin xuống nông thôn Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Trong phòng khách cố gia Tô Diễm đỉnh đạt ngồi xuống, lạnh lùng nói: "Ta đã 18 tuổi, ta cha mẹ ruột lưu lại cho ta bất động sản cùng di vật, nên cho ta đi." Đáy mắt Cố Quốc Thành hiện lên một tia ám mang, ngữ khí cũng rất ôn hòa: "Diễm Diễm, ngươi tuổi còn nhỏ. Ta đã trưởng thành." Khóe miệng Tô Diễm nhếch ra một nụ cười giả tạo. Trong phòng La Quân Hoa đột nhiên vọt ra, tê tâm liệt phế quát: "Ngươi tiểu tiện nhân này, ngươi còn muốn phòng ở cùng di vật?" ngươi năng lực như vậy, ngươi sao không lên trời đây? Cố Hoàng Hoàng nhíu mày, thở dài nói. Mùi mùi, có phải mùi bị thịnh đạo khuynh mê hoặc hay không? Hắn cũng không phải là người tốt. Tô Diễm cười lạnh, ở sau lưng chữ bới ân nhân cứu mạng của mình, hắn không phải người tốt, ngươi phải không? Cố Hoàng Hoàng bị nghẹn sắc mặt đỏ bừng, giảo biện nói. Diễm Diễm, ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Đã đến lúc này, Tô Vĩ cũng lười cùng bọn họ diễn trò nàng lạnh lùng nói. Ta chỉ muốn một căn nhà, cùng với Phật công ngọc trùy mẹ ta để lại, những thứ khác đều cho các ngươi. Tô Diễm nói xong, ánh mắt sáng quắc nhìn hoa tai trên cổ cố hoàng hoàng. Cố hoàng hoàng vội vàng che lại, lui về phía sau hai bước. Phật công này, nàng đeo nhiều năm, chất lượng vô cùng tốt, xanh biết xanh biết, nàng không nỡ trả lại. La quân hoa nhổ một ngụm nước miếng, bộ mặt dữ tận nói. Phật công này là con gái ta, Ngươi muốn không có cửa đâu Tô Diễm lại nhìn về phía cố quốc thành Cha, cha là người đứng đầu gia đình Cũng là bạn tốt tín nhiệm nhất của cha con Cha sẽ không phụ lòng ông ấy chứ Sau đó lại sâu kín bỏ thêm một câu Hoặc là Ngươi hẳn là sẽ không muốn cho La Quân Hoa ngồi sổng số đi Cái gì? La Quân Hoa dồn dập thét chói tai trán đổ mồ hôi Nàng gào thét Ngươi nói hưu nói vượng cái gì? Nên ngồi sổng chính là ngươi ngươi cái đồ lưu manh đê tiện. Ngu ngốc khóe môi tô diễm gợi lên một tia chăm chọc, mẹ thân mến, mẹ làm việc thật sự rất tùy ý, đem thuốc mạnh đặt ở khe đá trước cửa, còn có thức ăn cũng chỉ là đổ vào thùng rác, trước khi thịnh đạo đi, đều đi lấy mẫu. Là quân hoa còn không có ý thức được sự tình tính nghiêm trọng, ngành cổ nói. Ta không thừa nhận, ai có thể bắt được trên người của ta. Buồn cười, nếu thật sự muốn tra, nhất định có thể tra ra một ít dấu vết để lại mà cố quốc thành lại không thể gặp phải kiện tụng cho người vào nhà hắn lục lọi tô vĩ chính là bắt được điểm này cố quốc thành vẫn yên lặng theo dõi kỳ biến quả nhiên mở miệng diễm diễm ngươi thật sự trưởng thành làm ra những quyết định này ngươi không nên hối hận trong lời nói của hắn mang theo uy hiếp nhưng tô diễm lại không thèm để ý chút nào cha con chắc chắn con sẽ không hối hận tô diễm mở miệng nói đã như vậy Hoàng Hoàng trả lại mặt dây chuyền cho em gái. Quân Hoa, đưa giấy chứng nhận bất động sản tô lão để lưu lại cho Diễm Diễm. Cố Quốc Thành lên tiếng. Mặc dù Cố Hoàng Hoàng và La Quân Hoa không muốn, cũng không thể không làm theo lời chiếu Cố Quốc Thành. Dù sao hắn cũng là người đứng đầu gia đình. Lấy được giấy chứng nhận bất động sản và mặt dây chuyền, Tô Diễm liền nhanh chóng về tới phòng nhỏ của mình, cô ngồi ở trên giường, khóe mắt đuôi lông mày đều mang theo ý cười. Tô Diễm Vương ngón tay, hung hăng cắn ở đầu ngón tay, đem máu nhỏ ở trên Phật công xanh biết. Chỉ thấy máu từng chút từng chút thấm vào, cho đến khi biến mất không thấy gì nữa, sau một khắc Tô Vĩ chỉ cảm thấy bạch quan chợt lóe, ý thức liền tiến vào trong một mảnh không gian hư vô. Quả nhiên thành công. Cô nhớ rõ trong sách, cố hoàng hoàng tại một lần nào đó không cẩn thận đem máu vẫy ở trên mặt dây chuyền, trời xuôi đất khiến phía dưới mở ra không gian. Từ đó về sau, một đường mở treo, dựa vào không gian, cuộc sống trôi qua phong sinh thủy khởi. Bây giờ ngón tay vàng này thành của nàng, ha ha. Tô Diễm ý thức kiểm tra một chút nơi này, chỉ có ước chừng 20 mét vuông không gian, cộng thêm một cái linh tuyền giếng, nàng vội vàng từ linh tuyền trong múc ra một chén nước. Sau khi linh tuyền thủy vào miệng, nàng liền cảm giác được tâm thân thư sướng, sau lần đầu tiên, đau đớn cùng buồn ngủ mang đến hoàn toàn biến mất không thấy. Ồ, thật sự rất thần kỳ. Tô Diễm kiểm tra xong, vội vàng đẩy ra không gian, nàng còn có rất nhiều chuyện phải bận rộn, huống chi là đợi ở bên cạnh một con sói. Hiện tại cũng thiếu chút nữa trở mặt, nàng mỗi thời mỗi khắc đều lo lắng đề phòng. Ở nhà ngủ cả đêm, sáng sớm Tô Vĩ đã ra cửa, cô chuẩn bị đến văn phòng đại diện đường phố, xin tri thanh xuống nông thôn. Ở cố gia đợi, nàng chỉ sợ ngay cả ngủ cũng ngủ không ngon, mỗi ngày đều phải lo lắng cố quốc thành đem nàng diệt khẩu. Bất quá mặc dù nàng biết cố quốc thành thân phận lại không cách nào đi tố cáo bởi vì không có tín nhiệm người có thể không cẩn thận không vấp ngã cố quốc thành bản thân lại ngã vào hiện tại nàng chỉ có thể bảo toàn chính mình trước tô diễm vừa ra khỏi cửa liền ở góc đường chỗ nhìn thấy một cái thân ảnh quen thuộc thoạt nhìn nam nhân là đã sớm chờ ở chỗ này nàng nhíu mày đi lên phía trước đem thịnh đạo khuynh kéo vào trong ngõ nhỏ hỏi thịnh đồng chí ngươi làm sao lại tới đây? Thịnh đạo nghiến răng, tiểu nữ nhân này làm sao qua một đêm, liền có chút trở mặt không nhận ngươi. Hắn nói, ta tới đây cùng ngươi thương lượng đính hôn sự tình, còn có cấp trên điều ta hồi quân đội, lần này ta tới Vân Thành là làm nhiệm vụ, hiện tại làm tốt liền phải trở về, ta muốn hỏi một chút ngươi, theo ta đi Tây Bắc quân đội, ta ở bên kia cho ngươi tìm một phần công tác, ngươi xem có được hay không? Nhìn tên này nói như thật, là thật chuẩn bị phụ trách. Tô Diễm trùng mình một cái, nàng cũng không muốn cùng đại nhân vật phản diện này có quan hệ gì. Đến lúc đó chết không có chỗ chôn thì sao? Lại nói tiếp, đại nhân vật phản diện này thoạt nhìn người không tệ, là như thế nào hắc hóa đây? Tô Diễm xoa xoa huyệt thái dương, giống như một chút cũng không nhớ ra, lúc ấy đọc sách, vốn là tùy ý lật vài trang. Rất nhiều thứ mấu chốt, đều không nhớ được. Thình đạo nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của nàng tràn đầy thần sắc rối rắm, nhất thời mặt đen lại, có khó lựa chọn như vậy sao? Hắn đẹp trai như vậy, nhân phẩm lại tốt, đốt đèn lồng cũng tìm không thấy đối tượng tốt. Thịnh đạo su vội vàng nói, em theo anh vào quân đội, chúng ta lập tức kết hôn cũng được. Hả? Tô Diễm há to miệng. Không phải ý đó. Cô ho nhẹ một tiếng nói. Đồng chí Thịnh, chuyện này anh cũng là người bị hại, tôi không trách anh, cũng không cần anh phụ trách thịnh đạo xu lập tức nói ngươi đều là người của ta ngươi không gả cho ta gả cho ai tôi diễm lập tức xua tay nghĩ nghĩ thời đại này đối với loại chuyện này vẫn là cực kỳ để ý liền nói đồng chí thịnh nếu không chúng ta trước xử đối tượng đi dù sao kết hôn là chuyện lớn cả đời không thể qua loa quyết định như vậy chủ yếu là tôi bây giờ còn chưa tới mười tám tuổi đâu tốt lắm vậy ngươi còn ở lại vân thành không cha mẹ nuôi của ngươi không ở lại, ta hiện tại liền muốn đi xin xuống nông thôn. Xuống nông thôn. Chương 5 Hưởng ứng kêu gọi xuống nông thôn. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Tô Vĩ ưỡng thẳng ngực, hào khí nói. Đúng vậy, hưởng ứng lời kêu gọi xuống nông thôn, vì tổ quốc dân hiến ánh sáng và nhiệt huyết của mình. Kỳ thật, nàng xuống nông thôn còn có tác dụng khác, nhưng Tô Diễm không thể trực tiếp nói cho thịnh đạo không bằng em theo anh vào quân đội xuống nông thôn rất khổ tô diễm thở dài không phải ta không muốn theo ngươi đi quân đội hiện tại công tác đều là có tính toán cho dù ta đi qua ngươi cho ta làm cái công tác cũng rất phiền toái ta không muốn bởi vì chuyện của ta quá phiền toái ngươi huống chi vĩ nhân nói phụ nữ cũng có thể gánh vác nửa bầu trời tôi cũng nhất định có thể làm ra một phần sự nghiệp nhìn bộ dáng hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang của tô vĩ khuôn mặt bài tú lơ khơ thịnh hành cũng bị lây nhiễm mang theo một chút tươi cười đã như vậy ta khẳng định phải ủng hộ ngươi ngươi lúc nào đi nói với ta một chút ta đi chuẩn bị cho ngươi chút vé mua chút sữa mạch điểm tâm ngươi mang về nông thôn nếu có cái gì cần hỗ trợ ngươi cứ việc nói với ta Thình đạo dông dài một đống lớn sợ có cái gì không nói rõ ràng nhìn hắn nói thành khẩn đại nhân vật phản diện cũng còn không có hắc hóa là có thể tín nhiệm tô diễm liền từ trong túi lấy ra một quyển sổ vương đầu cẩn thận nhìn tình huống chung quanh một chút nàng mới lên tiếng ngươi giúp ta xem một chút đem căn nhà này bán đi đổi thành tiền hoặc là vé đều được một nhà cha mẹ nuôi ta một mực chú ý căn nhà này ta sợ ta không giữ được không bằng bán đi đổi thành tiền cùng vé mang theo rời đi được em yên tâm trước khi rời đi anh nhất định sẽ làm tốt cho em thịnh đạo nói sau đó hắn suy nghĩ một chút lại hỏi nếu như xuống nông thôn ngươi có thể chọn nông thôn phương bắc cách ta bên kia cũng gần một chút ta nếu như có nghỉ phép là có thể qua thăm ngươi tô vĩ gật đầu có thể tôi chủ động xuống nông thôn người của tri thanh trên đường phố hẳn là có thể dàn xếp một chút vừa vặn nơi nàng muốn xuống nông thôn chính là ở khu vực tây bắc bất quá cụ thể cách bộ đội thịnh đạo có bao xa nàng cũng không biết hai người lại hàng huyên một hồi liền mỗi người đi một ngã mà tô vĩ thì trực tiếp đến văn phòng tri thanh báo danh xuống nông thôn người của văn phòng tri thanh thấy giác ngộ của cô cao như vậy liền đồng ý cho cô lựa chọn xuống nông thôn tô vĩ đi ra khỏi cửa lớn của tri thanh làng đông bình cô ấy đây rồi trong sách cố hoàng hoàng gặp rất nhiều quý nhân ở thôn đông bình trở thành đá đạp chân cho cô một bước lên mây. Quan trọng hơn là, nơi đó là quê nhà của Tô Diễm, huyết thống của nàng ở mảnh đất kia, kỳ thật năm đó Tô Phụ Bảo Cố Quốc Thành đưa nàng về quê. Nhưng Cố Quốc Thành có tâm tư khác, liền giữ Tô Vĩ lại. Sau đó, cha mẹ Tô trở về, thành lập công lao phi thường lớn, nhưng con gái lại không còn. Cố Hoàng Hoàng liền lợi dụng cơ hội này, lừa gạt cha mẹ Tô, giành được niềm vui của bọn họ. Cuối cùng, với sự hỗ trợ của họ nó đã đạt được thành công lớn một nhà nguyên chủ thật sự là bị cố gia lợi dụng triệt để nhưng là nàng sẽ không ai dám khi dễ nàng mặc dù là liều mạng cá chết lưới rách cũng muốn giết chết đối phương suy nghĩ một chút tô vĩ xoa xoa mặt chuẩn bị về nhà nàng hiện tại trên người một xu cũng không có chỉ có thể chờ đem phòng ở đổi tiền lại đi quốc doanh cửa hàng mua chút đồ đang muốn về nhà nghe thấy giọng cố hoàng hoàng Diễm Diễm, em ở đây làm gì? Tô Diễm không cho cô một ánh mắt dư thừa, lạnh mặt đi ngang qua cô. Nàng rẽ một cái, trốn vào phía sau một thân cây đại thụ. Chết tiệt. Người hầu ngày xưa, bây giờ lại không nhìn cô như vậy, trong lòng Cố Hoàng Hoàng nổi giận. Cô không thể chấp nhận sự thật như vậy. Trong ánh mắt Cố Hoàng Hoàng hiện lên một tia lạnh ý, đã như vậy, cũng mặc kệ cô không để ý tình chị em ngày xưa. Nghĩ vậy, Cố hoàng hoàng bước nhanh rời đi. Tô Diễm từ phía sau đại thụ đi ra, ánh mắt hơi lạnh, vẻ mặt cố hoàng hoàng vừa rồi, cô thu hết vào đáy mắt. Chị nuôi này của cô sẽ không nghẹn cái gì xấu xa nữa chứ. Quên đi, bình đến tướng trắng nước đến đất đắp. Tô Diễm bước nhanh về nhà, vợ chồng cố quốc thành đi làm, cô đi vào phòng bếp, vì mình đánh mấy quả trứng gà, còn bỏ thêm một muỗng đường đỏ lớn, ăn điểm tâm thật ngon trước kia nguyên chủ cũng không có cuộc sống tốt như vậy, người cố gia ăn trứng gà, cô ngay cả canh cũng không uống được. Tô Diễm mở ngăn tủ ra, nhìn trứng gà đầy ấp, sữa mạch, còn có lương thực, nàng liếm liếm môi, trong con ngươi có một chút tính toán. Nàng đang suy tư, nghe được ngoài cửa có tiếng vang. Tô Vĩ vội vàng trốn ở phía sau bàn bếp, làm ổ. Cố hoàng hoàng lén lút về đến nhà, một khắc đồng hồ sau, cô liền thay một cái trang bị đi ra, quần áo rộng thùng thình, trong tay áo trống rỗng phong cách ăn mặc cùng cô ngày xưa không giống chút nào cô thích chưng diện không muốn trang điểm trên mặt liền đội một cái mũ rơm rất lớn mái tóc dài hỗn độn nóng nảy còn đeo một cái khẩu trang màu đen che mặt hơn phân nửa chỉ để lại một đôi mắt hiện ra tinh quang một tay của cô đặt trong túi siết chặt dường như là thứ gì đó quý giá cố hoàng hoàng nhìn qua khe cửa thấy bên ngoài không có ai mới đi ra ngoài hôm nay nàng đặc biệt xin nghỉ, đến làm chuyện này. Vốn nên đợi đến buổi tối, nhưng từ tối hôm qua đến hôm nay, cô tức quá sức, một khắc cũng không đợi nổi nữa. Tô Vĩ không lưng đi theo ra ngoài. Ba người cố gia đều là công nhân viên chức, mà bây giờ là giờ làm việc, cố hoàng hoàng lại ăn mặc như vậy, còn có bộ dáng làm trộm. Giác quan thứ sáu của cô, cảm giác có liên quan đến chính mình. Xem ra là thật sự đang nghẹn hỏng. Tô Diễm nhớ lại nội dung trong sách, hai mắt cô lập tức tỏa sáng. Vốn tưởng rằng trước khi đi không có biện pháp thu thập người cố gia nữa, không nghĩ tới Cố Hoàng Hoàng lại tạo cơ hội cho cô. Đi theo Cố Hoàng Hoàng rẽ trái rẽ phải vào một ngõ nhỏ, tiểu hồ đồng này cực kỳ hẻo lánh, mặt đường cực hẹp, bẩn thỉu, thưa thớt có mấy người bày sạp, càng nhiều là vào cửa hàng nhỏ bên cạnh. Những cửa hàng nhỏ kia đều làm rất bí mật, bên ngoài nhìn giống như hộ gia đình bình thường kỳ thật bên trong có động thiên khác. Tô Diễm nhớ tới, chợ đen này chính là một địa phương then chốt để cố hoàng hoàng làm giàu, từ sau khi cô thức tỉnh không gian dây chuyền, liền lợi dụng nơi này tích lũy tài phú ban đầu. Tô Diễm kéo khóe môi, lặng lẽ rời đi. Lúc này, trong cửa hàng nhỏ trong ngõ nhỏ, cố hoàng hoàng quen thuộc đi vào hậu viện, một người đàn ông trên mặt mang theo vết sẹo, lúc nhìn thấy cô, ánh mắt dâm tà quanh quẩn trên người cô vài vòng. Cố Hoàng Hoàng cúi đầu, cũng cảm nhận được ánh mắt trần trụi này. Cô buồn nôn muốn ói, nhưng không xoay người rời đi. Người đàn ông mặc sẹo đi tới, không cẩn thận đụng phải Cố Hoàng Hoàng, bàn tay to hung hăng véo mông cô một cái. Cố Hoàng Hoàng hừ một tiếng. Nam nhân mặc sẹo, trong mắt dâm tà càng thịnh. Người phụ nữ này, luôn ăn mặc như vậy, thoạt nhìn rất thần bí, khiến cho trong lòng hắn ngứa ngáy tàn nhẫn. Luôn mặc một bộ quần áo rộng thùng thình, lần sờ này quả nhiên là một người xinh đẹp. Cố Hoàng Hoàng vội vàng lui về phía sau hai bước, để thấp cổ họng nói. Anh Long, có việc làm ăn không? Long ca tà tà cười, vết sẹo trên mặt động đậy, càng thêm kinh khủng. Nói đi, chuyện gì? Cố Hoàng Hoàng tiến đến trước người anh, nói thầm vài câu, đem bức họa đã vẽ xong cho anh Long nhìn thoáng qua, liền bỏ vào trong túi. Đây chính là chứng cứ, không thể lưu lại sau đó lấy ra 500 khối đưa cho Long Ca, đây là 500 khối, chỉ cần chuyện thành, còn có 500 khối. Khoảnh khắc cô đến gần, anh Long ngửi thấy mùi nước hoa cao cấp trên người cô, chép miệng một cái. Xem ra thân phận nữ nhân này cũng không đơn giản a. À. Long Ca cười hắc hắc, chuyện em nói, nguy hiểm quá lớn, không cẩn thận sẽ ăn súng, cái này. Trong mắt cố hoàng hoàng hiện lên vẻ chán ghét, lòng tham không đủ rắn nuốt voi. Cô cắn răng hỏi anh yên tâm, tôi sẽ chu toàn ở giữa, sẽ không để anh xảy ra chuyện gì. Nếu anh cảm thấy giá cả không đủ, có thể bàn bạc. Nàng hiện tại chỉ muốn đem tô diễm cho làm, dù cho trả giá bất cứ giá nào. Long ca nuốt một ngụm nước miếng, nói. Hắc hắc, thêm tiền cũng không cần, sau khi chuyện thành công, ngươi theo ta ngủ một giấc là được. Chương 6 Người mơ tưởng Bạn đang nghe tại truyện chấm audio cái gì cố hoàng hoàng kinh hãi thét chói tai cô chen ngực lui về phía sau quả thực không nghĩ tới anh long dám đưa ra yêu cầu như vậy cô nghiêm nghị mắng anh đừng mơ tưởng ha ha long ca cười lạnh một tiếng tiểu đệ trong viện liền đóng cửa lại sau đó chắn ở cửa cố hoàng hoàng bị dọa sắc mặt trắng bệch thân thể đều run lên long ca cười lạnh ta đây là đang thương lượng với ngươi ngươi nếu là mời rượu không thích uống rượu phạt vậy ca ca liền cùng ngươi chơi đùa hắc hắc ta cái mạng thối nát này đáp ứng một nữ đồng chí nhà có tiền cũng không thiệt thòi hắn đây là ăn chắc cố hoàng hoàng không dám sinh trương cho dù hôm nay ở chỗ này bị khi dễ cũng sẽ đem quả đắng này nuốt vào bằng không đến lúc đó không chết cũng phải lột một lớp da trong lòng cố hoàng hoàng đau khổ vốn định tìm côn đồ làm cho tô vĩ đến lúc đó chụp ảnh tung tóe khắp đường nhìn tô vĩ dám ngang ngược trước mặt cô kết quả, hiện tại tự bê đá đập chân mình, cố hoàng hoàng hạ quyết tâm, lạnh giọng nói. Được, sau khi chuyện thành tôi sẽ ở bên anh cả đêm, nhưng nếu anh dám nói ra, chúng ta sẽ cùng chết. Nàng ngẩng đầu lên, trong ánh mắt mang theo lạnh ý, thẳng tắp nhìn Long Ca, thanh âm từ kẻ răng lộ ra, ta không tin, ngươi thật dám chết. Long Ca cười ha ha, ta thích đàn bà hăng hái như ngươi, vậy cho gia nếm thử trước đi. Nói xong, anh Long liền kéo khẩu trang trên mặt cố hoàng hoàng ra. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn, Long ca nở nụ cười tà tà. Cái gì ngọc nữ hảo đồng chí, liền mẹ nó đê tiện. Cố hoàng hoàng ở Vân Thành vẫn có danh tiếng nhất định. Sắc mặt cố hoàng hoàng trắng bệt, ngay sau đó đã bị hôn lên, quần áo trên người cũng bị anh Long vò loạn. Các huynh đệ trong viện, hắc 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 phát ra trận trận cười dâm đảng. Cái miệng nhỏ nhắn của cố hoàng hoàng bị bịt lại, trong con ngươi tràn đầy hận ý. Chờ chuyện này kết quả, nàng muốn cho Long ca chết không tử tế. Ghê tởm muốn chết, bị nam nhân ghê tởm này đụng vào. Mà Tô Diễm bước nhanh về nhà, tìm giấy bút, chuẩn bị viết nạc danh tố cáo. Tô Diễm cầm bút, suy nghĩ một chút, đổi tay trái viết chữ. Một lát sau, nhìn chữ siêu siêu vẹo vẹo trên tờ giấy, Tô Diễm nhếch môi. Này này! Dám tính kế nàng, để cho Tiểu Bạch Liên tự làm tự chịu. Tô Diễm đem báo cáo, đặt ở trong phong bì, liền chuẩn bị lập tức đi kiểm tra đội báo cáo, nàng sợ đi chậm, để cho cố hoàng hoàng cho chạy. Vừa ra khỏi cửa, liền gặp phải thịnh đạo. Thịnh đạo đeo một cái túi sách nhỏ quân dụng, còn có một cái ấm nước nhỏ màu xanh quân đội, bên trong đựng túi phòng. Trên khuôn mặt tuấn Mỹ lạnh lùng cứng rắn của hắn, lại còn mang theo một chút ý cười. Đối với đối tượng của mình tốt, không nghĩ tới là một chuyện vui vẻ như vậy, thịnh đạo cảm thấy trái tim mình vẫn trôi nổi, đột nhiên tìm được chỗ đặt chân. Thịnh đạo nhìn thấy Tô Vĩ, vội vàng nói. Tô đồng chí, anh đi đâu? Hắn cúi đầu, nhìn thấy phong thư trong tay Tô Vĩ. Tô Vĩ cả kinh, đi ra nóng nảy, thế nhưng đem phong thư nắm ở trong tay, nàng vội vàng đem phong thư che ở sau lưng. Tô Diễm khuôn mặt xấu hổ nổi lên một vệt đỏ, nàng chỉ chỉ thịnh đạo sau lưng đồ vật, ta đi ra ngoài có chút việc, thịnh đồng chí, người đây là. Nghe vậy, thịnh đạo lập tức lấy túi sách xuống, lấy ra một sấp phiếu bên trong. Đây là phiếu lương thực 300 cân, phiếu đường 10 cân, phiếu vải 50 mét. Còn có 200 đồng. Anh lại mở miệng túi sách ra, cho tô vĩ xem. Còn có một ít sữa mạch cùng điểm tâm, những thứ này ở nông thôn cũng không dễ mua, ta chuẩn bị cho ngươi một ít, chờ uống xong, ta sẽ gửi cho ngươi. Tô Diễm nhìn một chút, nuốt một ngụm nước miếng, ngượng ngùng nói: Thịnh đồng chí, cái kia phòng ở, tốt nhất có thể bán hai trăm khối, đổi không được nhiều như vậy đồ vật a. À. Thịnh Đạo đem túi sách cùng bình nước nhét vào trong ngực Tô Diễm, nói: Cái túi sách cùng bình nước này đều là mới, ngươi dùng trước đi. Tô Vĩ cúi đầu, mơ màng. Thịnh Đạo khuynh ghé sát vào nàng, ở bên tai nàng nói nhỏ: Ta thương ta tương lai vợ, không thể sao? khuôn mặt tô diễm lập tức bốc cháy, giọng nói của người đàn ông gợi cảm mê người, khiến trái tim nhỏ bé của cô cũng đập thình thịch. Nàng một cái thế kỷ 21, gặp vô số trạch nữ, vậy mà bị mê bất tỉnh. Nhục nhã. Cô đang thẹn thùng, thình đạo đưa tay vòng ra sau lưng cô, đoạt lấy phong thư. Hai ba cái đem nội dung bên trong xem xong, thình đạo liền đem giấy viết thư xé nát, cất vào trong túi. Tô Diễm há miệng, trong ánh mắt mang theo nghi hoặc sao người này lại xé báo cáo của cô ta? Sau một khắc, trong con ngươi thịnh đạo hiện lên hàng quan, khóe môi lộ ra nụ cười xấu xa, tô đồng chí, chuyện nguy hiểm như vậy, giao cho tôi đi. Tô Diễm nhìn hắn một giây đổi mặt, lúc này trên người hiện lên khí thế. Nội tâm tấm tắc khen ngợi, không hổ là đại nhân vật phản diện, khí thế bức người. Suy tư một phen, Tô Diễm cảm thấy đem chuyện này giao cho thịnh đạo bạch quả thật tốt hơn, hắn mặc dù không phải đội kiểm tra, nhưng cũng là khoa bảo vệ xưởng sắt thép, đi bắt người cũng danh chính ngôn thuận. Tô Vĩ nhìn xung quanh một chút, thấy không có ai, lóc mũi chân, kề sát vào lỗ tai Thịnh Đạo. "Đồng chí Thịnh, chị nuôi của tôi vừa mới đi chợ đen, tôi sợ chị ấy gây bất lợi cho tôi, nếu anh có thể, nhất định phải bắt chị ấy về quy án." Nghe vậy, Thịnh Đạo hàm răng cắn chặt, nữ nhân chết tiệt kia, cũng dám đối với đối tượng của nàng bất lợi. Không khí quanh người hắn tự hồ đều đóng băng. Tô Diễm nhìn hắn tức giận, con ngươi hơi lóe. "Ngươi ở nhà chờ, ta đi ngay bây giờ." Nói xong Thịnh Đạo liền bước nhanh rời đi. Tô Diễm nhìn bóng lưng của hắn, vẻ mặt phức tạp, Thịnh Đạo đối tốt với nàng, tất nhiên là có thể cảm nhận được. Nhưng hắn là đại nhân vật phản diện a. Chính mình thật sự là không dám đáp lại, sợ một cái bất ổn, liền lâm vào vạn kiếp bất phục chi địa. Tô Diễm lắc lắc đồ trên tay, sau này tìm cơ hội trả lại nhân tình này đi nghĩ thình đạo hẳn là có thể xử lý tốt chuyện này tô diễm liền không theo kịp thình đạo hành động này là để cho nàng thoát ly chuyện này không nên dính vào tô vĩ cũng không phụ lòng người ta tô vĩ chui trở về phòng mình dùng ý niệm đem túi sách cùng bình nước cất vào trong không gian phát hiện dĩ nhiên có thể thành công cô cười hì hì chức năng này thật đúng là quá tiện lợi sau đó nàng từ trong sắp tiền kia rút ra mấy tờ, liền ra cửa. Đi nhà ga mua một cái giường nằm, ngày mai có thể rời khỏi Vân Thành. Nàng ở lại đây thêm một ngày, sẽ có thêm một phần nguy hiểm. Con sói cố quốc thành kia không thể khinh thường. Sau đó, lại đến cửa hàng quốc doanh mua hai bộ quần áo, là quân trang màu xanh lá cây thịnh hành nhất hiện nay, còn có hai bộ áo khoác ngoài và quần bông, cổ áo còn theo cờ đỏ nhỏ, vừa vặn cùng một bộ với túi sách và bình nước của cô lại thắt thêm hai bím tóc, là cách ăn mặc thường thấy nhất của các tri thanh đương thời. Lúc trước Tô Diễm đều mặc quần áo cũ của cố Hoàng Hoàng, giặt đến trắng bệt, nhưng mà quần áo cũ này cô cũng không ném, bây giờ còn không tiện để cho người nhà họ cố biết, cô đã bán nhà đi rồi. Nhìn bờ rai trong cửa hàng, cô hung hăng động tâm, mặc dù là xuống nông thôn làm việc đồng án, nhưng luôn có cơ hội mặc váy chứ. Nàng là một thiếu nữ mùa hoa, vẫn rất thích trưng diện. Tô Vĩ cắn răng mua Bragi, lại ở cửa hàng quốc doanh mua hai bình kem tuyết hoa và dầu bôi mặt, chỗ Tây Bắc kia làm muốn chết, không chăm sóc da thật tốt, không tới hai ngày liền thành thiếu phụ lúng tuổi có chồng. Lại mua một ít đồ dùng hàng ngày linh tinh, Tô Vĩ liền đeo một túi sách rời khỏi cửa hàng quốc doanh. Nhìn trong túi chỉ còn lại một trăm đồng, cô vẫn không nhìn được đau lòng. Tiêu tiền thì dễ, kiếm tiền thì khó, nhất là trong những năm này cô diễm sờ sờ mặt dây chuyền trên cổ trong lòng nghĩ mình có ngón tay vàng ở đây cuộc sống hẳn là không khổ sở như vậy cô tràn đầy tự tin chạy về nhà trên đường liền chui vào một ngõ nhỏ lặng lẽ bỏ túi sách vào trong không gian chương 7 đại công lao bạn đang nghe tại truyện chấm audio lúc này trên đường đi chợ đen thình đạo xu rẽ vào đồn công an trên đường phố tiểu đội trưởng hầu quốc khánh của đồn công an nhìn thấy thịnh đạo chu vẻ mặt kinh hỷ lão đại sao anh lại tới đây mau 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 vào bên trong chúng ta đã lâu không gặp có rất nhiều lời muốn nói với anh thịnh đạo xua khoát tay áo khánh tử đừng vội nhu cầu ta có một công lao lớn muốn tặng cho ngươi cái gì hầu quốc khánh vừa nghe lập tức cảm thấy hứng thú lão đại này ra tay một người chống hai người thịnh đạo lôi kéo hắn qua một bên, liếu ríu trong chốc lát, ánh mắt hầu quốc khánh càng phát sáng. Lão đại, ngươi chờ, ta lập tức đi gọi người phá hủy chỗ đó. Trong con ngươi thịnh đạo bạch lóe lên quan mang sắc bén, dặn dò. Trong ngõ nhỏ kia có một người tên Long Ca, huynh đệ không ít, ngươi phải mang theo mấy hảo thủ, mang theo súng, cùng nhau bắt. Lúc Tô Diễm nói cố hoàng hoàng muốn gây bất lợi cho cô, thịnh đạo liền để tâm. Trong ngõ nhỏ kia, cũng chỉ có long ca có thể hoàn thành chuyện này nếu tô diễm thật sự rơi vào trong tay long ca không chết cũng phải lột một lớp da đến lúc đó hắn sợ rằng sẽ giết người thình đạo cảm nhận được tâm tình kích động này con ngươi ngâm đen dần sâu không nghĩ tới tô diễm có thể ảnh hưởng đến hắn sâu như vậy bất quá trong lòng chứa một người không có để cho hắn cảm giác được phiền não ngược lại rất kiên định hầu quốc khánh lên tiếng liền lập tức đi gọi vài hảo thủ trùng trùng điệp điệp lao tới ổ chợ đen. Thịnh đạo suy nghĩ một chút, gọi hai người, đi đường vòng đến ngõ nhỏ ở cửa sau nhà Long Ca ngồi canh giữ, đề phòng Long Ca chạy trốn từ cửa sau. Thịnh đạo dẫn người đi tìm một chỗ bóng tối, ngồi canh giữ. Sau đó cũng không lâu lắm, liền nghe được tiếng la đánh la dết phía trước, thịnh đạo hiếp mắt lại, gắt gao nhìn chầm chầm động tỉnh trong hẻm nhỏ. Ngay sau đó, Long Ca mang theo một người, lén lút từ cửa sau đi ra thịnh đạo liếc mắt một cái liền nhận ra người anh long dẫn theo là cố hoàng hoàng hắn thân là một quân nhân chút nhãn lực này vẫn phải có thấy long ca muốn chạy trốn thịnh đạo nắm chặt súng lục trong tay chỉ nghe thấy một tiếng súng vang lên chân long ca liền bị đánh trúng máu tươi đều toát ra cố hoàng hoàng sợ hãi kêu lên một tiếng sợ đến ngã ngồi dưới đất quần áo hỗn độn thịnh đạo vung tay lên người của hai đồn công an phía sau liền cầm còng tay còng anh long và cố hoàng hoàng lại lúc này ở đầu kia của con hẻm có vài người chạy vào thẩm vận đình cầm đầu hắn bước nhanh chạy tới hỏi các ngươi đang làm gì hắn vừa mới dẫn đội ở phụ cận xử lý sự tình nghe đến đó một mảnh hỗn độn liền chạy tới vừa tới liền nghe được tiếng súng nghe giọng nói quen thuộc sắc mặt cố hoàng hoàng trắng bệch con ngươi trong con ngươi đều đang phát ruông không thể để thẩm vận đình biết chuyện cô làm cố hoàng hoàng lặng lẽ di chuyển thân thể ghé sát vào long ca nhỏ giọng nói anh nói em tới mua trứng gà như vậy hai chúng ta sẽ bị xử phạt một chút em cũng sẽ chu toàn một phen nếu anh dám nói lung tung em sẽ kiện anh cưỡng gian cho anh ăn súng long ca cúi đầu nhìn đôi môi đỏ bừng của nữ nhân mặt trên còn mang theo thủy quan trong suốt có chút sưng lên đây là kiệt tác của hắn anh cười hắc hắc được cố hoàng hoàng vội vàng lặng lẽ cài nút áo, cúi đầu, muốn ngăn cản. Ai ngờ trời không chiều lòng người, thẩm vận định lập tức nhìn thấy cô, kinh ngạc hô. Đồng chí cố. Cố hoàng hoàng cắn răng, ngẩng đầu lên, đồng chí thẩm, tôi đi ngang qua đây, không biết sao lại bị công. Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn còn đỏ bừng, cái miệng nhỏ nhắn của anh đào vừa nhìn đã biết là bị cha đạp. Và quần áo và mũ không phù hợp. Tâm thẩm vận định trầm xuống, ánh mắt dời về phía cảnh sát đồn công an. Một người trong bọn họ, lấy giấy tờ của mình ra, nói. Tôi là đồn công an đường phố, tới phá hủy ổ chợ đen. Nói xong, anh cúi đầu chỉ chỉ cố hoàng hoàng, khóe môi mang theo một chút chăm chọc, tôi và đồng nghiệp của tôi, tận mắt nhìn thấy cô ấy đi ra từ cửa sau này, cũng không phải đi ngang qua. Hắn cố ý đem hai chữ đi ngang qua cắn rất nặng. Cố hoàng hoàng nhất thời xấu hổ cúi đầu, rầm rì khóc lên, đồng chí thẩm, tôi. Tôi chỉ muốn tới mua chút trứng gà, em gái tôi hôm qua bị kinh ngạc, cho nên tôi muốn bồi bổ cho nó. Tôi nói dối, là bởi vì tôi sợ. Cô khóc lóc, dáng vẻ lê hoa đái vũ khiến người ta đau lòng. Long ca trong lòng bật cười. Đàn bà này cũng thật có thể giả bộ, khóc lên thật con mẹ nó đẹp mắt, có cơ hội thế nào cũng phải thao một chút. Nhưng thẩm vận đình nhìn quần áo lộn xộn cùng đôi môi đỏ mọng của nàng, trong lòng chỉ cảm thấy phiền não. Đồng chí phía sau anh, cũng đều nhìn cố hoàng hoàng, bắt đầu xì xào bàn tán. Thẩm Vận Đình không có đáp lại, chỉ là quay đầu nhìn về phía cảnh sát đồng chí, xin chào, đồng chí, ta chỉ là nghe được bên này có động tĩnh, liền dẫn người lại đây nhìn xem, nếu là công tác, chúng ta liền không quấy rầy. Nói xong, liền dẫn đội rời đi. Trước khi đi, ý vị thâm trường nhìn thoáng qua cố hoàng hoàng. Cố hoàng hoàng nghiến răng, tên rác rưởi này, lại không giúp cô thoát thân, chết tiệt, cô muốn điên rồi. Đồng chí cảnh sát không đợi cô nói gì, đã áp giải cô và anh Long đi. Thình đạo ẩn trong bóng tối vẫn không ra mặt, lặng lẽ rời đi. Trước khi đi, lúc tìm được Hầu Quốc Khánh, dặn dò hắn nhất định không thể tiết lộ chuyện của mình, những chuyện khác theo lẽ công bằng là được. Hắn đem chính mình hái sạch sẽ, chủ yếu là sợ người cố gia bởi vì chính mình liên tưởng đến Tô Vĩ đến lúc đó tìm Tô Diễm báo thù, mà hắn lại không ở bên người, làm sao bây giờ? Hắn không thể để cho Tô Vĩ bại lộ ở trong nguy hiểm. Tô Diễm đi ra khỏi cửa hàng quốc doanh, liền đi đường vòng đến con phố gần chợ đen, muốn nghe một chút động tĩnh. Cô vừa tới, trong hẻm liền chui ra một người, kéo cô vào. Tô Diễm đang muốn thét chói tai, thịnh đạo che miệng cô lại, ấn cô lên tường, đè thật chặt. Đừng kêu, là ta. Thịnh Đạo Xu hạ giọng, nói. Ừ, Tô Diễm gật đầu, trong con ngươi còn có thủy quan trong suốt. Thịnh Đạo nhìn mà động tâm, lặng lẽ nuốt một ngụm nước miếng. Hắn buông tay xuống, thân thể cũng không nhúc nhích, gắt gao đặt ở trên người Tô Diễm. Tô Diễm hừ nhẹ một tiếng, hờn dỗi nói. Ngươi dọa ta làm gì? Thịnh Đạo Bạch trả lời. Lát nữa cảnh sát sẽ đi qua đây, tôi sợ cô bị phát hiện. Chợ đen bị phá hủy. Vậy cố hoàng hoàng thì sao? Mắt Tô Diễm sáng lên, hỏi. Thình đạo su đè nén thanh âm, nói. Bắt, nàng đi tìm Long ca, hẳn là muốn gây bất lợi cho ngươi, sau này ngươi phải chú ý một chút. Anh Long. Tô Diễm biết người này, là lão đại xã hội đen này, bị cố hoàng hoàng lợi dụng thấu đáo. Sau đó, cố hoàng hoàng thiết kế đem hắn tố cáo, dẫm lên hắn chiếm được một công lao cực lớn. Chật chật nguyên lai sớm như vậy đã cấu kết với nhau làm việc xấu. Thanh âm tô diễm hơi lạnh, nàng thật nhẫn tâm, nếu ta rơi vào tay Long Ca, tuyệt đối không có quả ngon để ăn. Thịnh đạo su bất ngờ nhìn nàng, tiểu nữ nhân này quả nhiên không đơn giản, ngay cả Long Ca cũng biết. Nhìn nàng không có cảm xúc sợ hãi gì, thịnh đạo công công khóe miệng, nữ nhân hắn coi trọng quả nhiên không phải là gối theo hoa, năng lực rất lớn. Bất quá, hắn vẫn dặn dò ngươi về sau nhất định phải cẩn thận một chút. Nghe nam nhân chân thành quan tâm, tô diễm đỏ mặt gật đầu. Sau đó, anh đẩy ngực mình, em tránh xa anh một chút, thắt lưng rất cấn. Thắt lưng. Hôm nay mình không đeo. Thịnh đạo su cúi đầu nhìn một chút, vội vàng ho khan vài tiếng, lui về phía sau một ít. Tô Diễm cũng ý thức được, đỏ mặt đẩy thịnh đạo ra, sẵn giọng. Cút đi. Khóe môi thịnh đạo cong lên một nụ cười, đem bàn tay nhỏ bé của Tô Diễm nắm ở trong tay, lưu luyến sờ sờ. Đối tượng, xe lửa ngày mai của anh, chúng ta có thể phải rất lâu không gặp, em nhớ gọi điện thoại cho anh, hoặc là viết thư. Đến nông thôn, phải cho anh địa chỉ. Nói xong thịnh đạo xu liền lấy từ trong túi ra một tờ giấy, trên đó ghi lại địa chỉ và số điện thoại của anh. Hắn tới Vân Thành đã được một thời gian, nhưng gián điệp rất cẩn thận vẫn ẩn nút, bên quân đội hình như có một ít manh mối hắn chỉ có thể về trước xem thử. Tô Diễm nắm trong tay, không biết có nên hay không nói cho hắn biết chính mình cũng là ngày mai xe lửa. Suy nghĩ một chút, trong lòng thầm thở dài một tiếng, quyết định vẫn là không nói. Chỉ là nghĩ đến thịnh đạo tương lai hắc hóa cùng kết cục thê thảm, bi thương trong mắt Tô Vĩ nồng đậm hóa không ra. Sao vậy? Thịnh đạo thấy vậy, trong lòng lập bột một chút, hỏi. Chương 8 Ngọc ngào bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Khóe miệng Tô Diễm kéo ra một nụ cười, cắn cắn môi, nói. Không có việc gì, chỉ là nghĩ đến lần sau chúng ta gặp mặt không biết là khi nào. Thịnh đạo vuốt tóc tiểu cô nương, trong lòng ngọt ngào. Thì ra là đang nghĩ đến hắn. Thịnh đạo khuynh vội vàng nói. Chỉ cần ta rảnh rỗi, ta liền đi thăm ngươi. Thấy bên ngoài truyền đến tiếng ồn ào, thịnh đạo ghé tai nghe một chút, nói ta còn có việc, đi trước, ngày mai ngươi cũng không cần tới đưa ta, tự mình bảo trọng. Nói xong, thình đạo su liền chuẩn bị nhấc chân rời đi. Tô Vĩ vội vàng kéo ống tay áo của hắn. Thịnh đạo quay người lại, dùng ánh mắt ý bảo. Có việc gì? Tô Diễm ngẩng đầu lên, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo lộ ra nụ cười tươi đẹp, thanh âm tinh thần phấn chấn mạnh mẽ. Đồng chí Thịnh, mặc kệ gặp phải hắc ám gì, đều phải tâm hướng quang minh trên đời này còn có người thương yêu anh, người yêu anh. Bất kể lúc nào, cũng không nên làm một ít chuyện người thân đau kẻ thù nhanh. Thình đạo khẽ giật mình, trong lòng hắn nổi lên gần sóng thật lớn. Lời nói của Tô Vĩ cũng cho hắn dũng khí lớn lao. Nàng một cái tiểu cô nương, tại gặp được dưỡng tỷ dưỡng mẫu thời điểm, đều có thể dũng cảm như vậy đứng ra, bảo vệ quyền lợi của mình. Tại sao mình lại không làm được? bản thân yếu đuối căn bản không xứng với một cô gái tốt đẹp như vậy. Thịnh đạo su nắm chặt nắm đấm, lần này trở về, có chút hành động nhất định phải thực thi, hắn thế tất yếu đoạt lại chính mình hết thảy. Nghĩ đến đây, thịnh đạo dùng sức ông Tô Diễm vào lòng mình. Nói nhỏ bên tai Tô Diễm, được, tôi nghe lời cô. Ừ, Tô Diễm kinh ngạc gật đầu. Người này sao lại phản ứng lớn như vậy? Bất quá có thể nghe lọt là tốt rồi thịnh đạo công khóe môi hỏi đẹp có thể gọi ta một tiếng anh không lại nói cánh tay kiên cố ông càng chặt tô vĩ thiếu chút nữa thở không nổi rất có một loại ý tứ không hô sẽ không buông tay tô vĩ cẩn thận nhìn đầu ngõ một chút sợ có người đi qua nhìn thấy hai người bọn họ không nghe thấy đáp lại thịnh đạo ông nàng rầm rì một tiếng kiều diễm kêu một tiếng được không mẹ ơi nam nhân này đang làm nũng giọng nói này gợi cảm đến mức cô sắp có thai tô diễm căn bản không thể chống đỡ bên tai nàng phím hồng nhẹ giọng hô một câu bạch ca được rồi thình đạo nghe vậy buông lỏng nàng ra trên khuôn mặt tuấn mỹ nở rộ nụ cười thật to không hề có cảm giác lạnh lẽo như lúc mới gặp tô vĩ cũng bị nhiễm trùng hai người nhìn nhau cười một lát sau thình đạo lưu luyến không rời cáo biệt diễm diễm ta thật sự nên đi. Đi thôi. Tô Vĩ phất phất tay. Còn lưu lại, hai người bọn họ sẽ bị bắt, xử tội lưu manh. Bất quá, quan trọng nhất là, nàng còn muốn len lén đi xem náo nhiệt. Nhìn tiểu cô nương đuổi người như vậy, thịnh đạo biểu môi, xoay người rời đi. Chờ hắn đi rồi, Tô Vĩ cố ý dừng lại một lát, mới lén lúc đi ra ngõ nhỏ, nhấc chân chạy tới đồn công an. Khi cô chạy tới, trước cửa đồn công an đã có rất nhiều người tô vĩ đứng ở ngoài đám người nghe được tiếng tru quen thuộc là quân hoa đang ngồi ở cửa chính đồn công an khóc lóc âm sầm oan uổng a à, con gái tôi là một đồng chí tốt sẽ không làm loại chuyện này các người bắt người lung tung hãm hại đồng chí tốt tôi muốn tố cáo các người lên trên người xem náo nhiệt cũng đang xì xào bàn tán cố hoàng hoàng kia là người phụ nữ thoạt nhìn rất công chính vô tư đúng vậy một tiểu cô nương vừa xinh đẹp vừa dịu dàng, sao lại đi cùng lưu manh, có phải lầm rồi không? Tô Vĩ nghe, đáy lòng âm thầm cười lạnh. Cố hoàng hoàng kinh doanh ở Vân Thành, không thể nói là không tốt. Làm chuyện xấu, người bên ngoài đều cho rằng cảnh sát có hiểu lầm. Tuy nhiên, công chúng cũng không phải là dễ dàng để lừa dối, ngược lại rất dễ dàng để có nhịp điệu. Chuyện lần này của cố hoàng hoàng, chỉ cần một khi phán định, những người khen ngợi cô này quay đầu sẽ mắng cô đến thương tích đầy mình ha ha tô vĩ ông hai tay dựa vào cây đại thụ bên cạnh đồn công an xem náo nhiệt hầu quốc khánh vẽ mặt lạnh như băng xuất hiện ở cửa hắn là từ trên chiến trường lui xuống một thân khí huyết bị dọa xem náo nhiệt cũng không dám lại chíp chíp méo mó khóe môi hầu quốc khánh gợi lên một tia châm biếm ở trong quân đội những tân binh kiệt ngạo bất tuân kia đều có thể trị phục tùng càng không nói đến một người đàn bà chanh chu phố phường chỉ thấy hắn từ thắt lưng lấy ra một khẩu súng lục, thuần thục lên đạn, nhắm ngay là quân hoa. Thanh âm hầu quốc khánh lạnh lùng. Còn dám nhiễu loạn công vụ, ta có quyền bắn chết ngươi. Là quân hoa nhất thời ngừng khóc, quay đầu ông lấy đùi cố quốc thành, bị dọa đến rung lẫy bẩy Cố quốc thành nhíu mày, hất là quân hoa trên đùi ra. Hắn tiến lên một bước, nói. Đồng chí, tôi muốn hỏi cố hoàng hoàng đến tột cùng chuyện gì xảy ra, nó là con gái của tôi, tôi hiểu rõ nó, nó sẽ không đi chợ đen, có thể bị lừa hay không? Hầu Quốc Khánh nghiêng đầu, vẻ mặt lệ khí, chậm rãi nói. Anh là ai? Loại công việc cơ mật này, cần báo cáo với anh. Cút về đi, nếu cần, đồng chí đồn công an chúng tôi sẽ truyền anh tới. Cố Quốc Thành đã bao lâu cũng không bị lớn tiếng quát lớn như vậy, sắc mặt của hắn nhất thời đen lại, đấy mắt âm ác chợt lóe lên. Hầu Quốc Khánh ở trong quân đội, lăn lộn trong biển máu núi xác, năng lực cảm giác của hắn rất mạnh. Trong nháy mắt vừa rồi, hắn cảm nhận được sát ý phát ra từ Cố Quốc Thành. Hầu Quốc Khánh đứng thẳng người, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Cố Quốc Thành. Cố Quốc Thành cả kinh, cảm xúc trong nháy mắt vừa rồi lại bị bắt, hắn cắn răng, nói: "Hiểu rồi, vậy hy vọng đồng chí có thể xử lý công bằng." Nói xong, hắn liền kéo la quân hoa còn sửng sốt trên mặt đất chạy trốn diễn nhãn đều chạy người xem kịch tự nhiên cũng giải tán hầu quốc khánh nhìn cố quốc thành vội vàng rời đi trong ánh mắt của hắn mang theo một tia thâm ý tuy rằng lão đại lần này tới đây không nói là muốn làm gì nhưng là khẳng định cùng những chuyện kia có liên quan cái này cố quốc thành rất khả nghi a à. có cơ hội tiết lộ chuyện này với sếp hầu quốc khánh suy nghĩ một chút đang muốn trở về nhìn thấy tô vĩ dưới gốc đại thụ. Hắn nghĩ nghĩ, đi lên phía trước, mỉm cười nói. Tô đồng chí. Tô Diễm sửng sốt một chút, người này biến sắc mặt thật nhanh, vừa rồi còn là sát thần, lúc này liền cười như một xuân phong. Ngươi biết ta. Tô Diễm hỏi, trong đôi mắt to tràn đầy mê mang. Hầu Quốc Khánh cười nói. Chị dâu, lời này em không biết ai cả, chị không được. Dì cơ. Tô Diễm trợn tròn mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, nhìn bốn phía, hạ giọng, ngươi nói bậy bạ gì vậy? Chương 9 Hữu Duyên Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Hầu Quốc Khánh sờ sờ cái ót, xấu hổ nói Ngươi không phải Tô Diễm đồng chí sao? Thình đạo A Tô Diễm nắm chặt ngực, thuận theo khẩu khí Ha ha, phải Tô Diễm xấu hổ ho khan một tiếng, vội vàng gật đầu Hầu quốc khánh cười hắc hắc, "Thịnh đạo là lão đại của ta, hắn nói chuyện của ngươi với ta. Chờ hắn trở về quân đội, sẽ báo cáo với cấp trên nói chuyện đối tượng của hai ngươi, cho nên ngươi đừng sợ." "Báo cáo?" Trong lòng Tô Vĩ Cả kinh. Nếu như bị đánh báo cáo, sau đó nàng sẽ bội tình bội bạc, có thể bị bắt hay không a? À. Thịnh đạo là một quân nhân. Những gì cô nghĩ lúc trước hình như quá đơn giản. Hầu quốc khánh thấy nàng vẫn cúi đầu, từ hồ là thẹn thùng, vội vàng nói. Chị dâu, em còn có công việc, về sở trước. Nói xong, từ trong túi lấy ra một tờ giấy, viết lên điện thoại của mình, đưa cho Tô Diễm. Chị dâu, đây là điện thoại của em, chị cầm đi. Lão đại ở trong quân đội, có đôi khi làm nhiệm vụ rất lâu không thể liên lạc, nếu chị có chuyện gì cần hỗ trợ, cứ việc tìm em. Chuyện của lão đại, chính là chuyện của em. Tô Vĩ nhận lấy chân thành nói cám ơn nàng nhìn ra người này một thân chính khí có thể ở chung hơn nữa cô sắp rời khỏi vân thành nhưng cố gia là một nữ chính một gián điệp cô vẫn muốn biết hành tung của người cố gia nguyên chủ ở vân thành không có quan hệ gì hầu quốc khánh này hoàn toàn có thể phát triển thành một tuyến hầu đồng chí anh đi làm việc đi tôi cũng phải về nhà tô vĩ nói xong liền nhấc chân rời đi hầu quốc khánh nhìn cô rời đi âm thầm gật đầu diện mạo như vậy không kém cố hoàng hoàng chỉ là hiện tại có chút gầy chờ dưỡng tốt có lẽ so với cố hoàng hoàng còn đẹp hơn xứng với lão đại chỉ là không biết nhân phẩm như thế nào ba người cố gia hôm nay hắn đều nhìn không được tốt lắm con nuôi này thật sự tốt như lão đại nói dù sao cũng cho điện thoại sau này lúc liên lạc cũng dễ giúp lão đại xem phẩm chất người này đến tột cùng thế nào lão đại quá khổ Quynh đệ bọn họ đương nhiên phải giúp đỡ một chút. Suy nghĩ một lát, Hầu Quốc Khánh liền xoay người trở về sở. Cố Hoàng Hoàng và anh Long kia, cắn chết chỉ là mua trứng gà, phải nghĩ biện pháp lừa gạt một chút. Bên kia, Tô Vĩ về nhà, liền thấy Cố Quốc Thành vẽ mặt tối tâm gọi điện thoại, tìm quan hệ. Mà La Quân Hoa vẽ mặt đưa đám, ở bên cạnh dông dài. Tô Diễm nhìn thoáng qua, liền trở về lầu cát là quân hoa nhất thời ồn ào lên, nhà đầu chết tiệt này, hoàng hoàng nhà ta đều ngồi xổm trong số, nàng như thế nào còn cùng không có việc gì giống nhau. Cố quốc thành lạnh lùng liếc cô một cái, khiển trách. Cô câm miệng cho tôi. Con mẹ nó này, làm không được một chút chuyện hữu dụng. Hiện tại trong nhà cùng cảnh sát kéo lên quan hệ, hắn nếu là không cẩn thận, chỉ sợ sẽ ngựa mất móng trước. Chẳng qua, nhìn tô vĩ biến mất ở đầu cầu thang, cố quốc thành cắn răng, trong lòng thầm nghĩ. Hừ, để cho tiểu tiện nhân ngươi sống thêm vài ngày, qua một thời gian nữa sẽ đưa ngươi đi gặp cha mẹ quỷ chết kia của ngươi. Tô Diễm cũng không muốn cùng người cố gia có nhiều chút liên lụy, sợ tiếp xúc càng nhiều, bại lộ càng nhiều. Bởi vậy, nàng cả đêm, đều ở trong gác xếp nhỏ của mình. Lúc ăn cơm, cũng vẻn vẹn là từ trong không gian lấy ra một ít điểm tâm, liền lấy linh tuyền thủy, cơm ngon một bữa. Sáng sớm hôm sau. Tô Vĩ ở đầu cầu thang, nghe một chút, im lặng. Sáng sớm Cố Quốc Thành đã ra ngoài đi lại, Cố Hoàng Hoàng dù sao cũng là con gái ruột của ông, sau này ông cũng có tác dụng lớn, còn chưa tới lúc bỏ qua. Mà La Quân Hoa tuy rằng không muốn, nhưng cũng bị bắt đi làm. Tô Diễm cười hắc hắc, quét sạch phòng bếp, trong không gian trong nháy mắt chứa đầy trứng gà cùng sữa bột, nàng ngay cả một bao muối cũng không bỏ sót. Thu dọn đồ đạc trong phòng bếp xong, Tô Diễm vẻ mặt tươi cười, đi về phòng Cố Quốc Thành. Chỉ là lúc đi tới cửa, dừng lại. Cố gia tiền một mực ở Cố Quốc Thành trong tay, hắn giấu tiền địa phương, chính mình cũng không biết, nếu là lật loạn, có thể sẽ bị hắn tra được cái gì giấu vết. Đến lúc đó truy sát nàng đến chân trời góc biển sẽ không tốt. Chính là Cố Quốc Thành không thể ra khỏi Vân Thành, ai biết bọn họ tổ chức có bao nhiêu người chứ? Tô Diễm lẩm bẩm nói. Quên đi, không thể tham lam. Cố quốc thành con sói này, mình bây giờ còn không phải đối thủ của hắn, không thể trêu chọc. Sau đó, con người của nàng sáng ngời, nghĩ ra một biện pháp tốt. Nàng dùng túi da trắng, đem đệm chăn của mình cất kỹ, lại ở trong túi sách màu xanh quân đội, cất một ít lương khô cùng bánh bột ngô, liền nhẹ nhàng ra trận. Đây đều là những thứ bên ngoài, phải cho người khác xem. Sửa sang lại xong, Tô Vĩ nhìn căn nhà đã sống mười mấy năm này, trong con người hiện lên một chút cảm xúc bi ai. Cái nhà này, mệt mỏi nguyên chủ mười mấy năm, rốt cục có thể thoát khỏi. Trong mắt Tô Diễm hiện lên một nụ cười xấu xa, mở rộng toàn bộ cửa lớn, cứ như vậy rời đi. Gần đây có một công viên, trong công viên có mấy tên côn đồ, cô chỉ cần lặng lẽ truyền bá chuyện cửa chính cố gia không khóa ra ngoài là được rồi. Tô Vĩ sờ tới công viên phụ cận, thấy mấy tên côn đồ tụ tập, liền bắt trước thanh âm của phụ nữ lớn tiếng ồn ào. Ai u này, con gái nhà họ cố ngồi xổm, người trong nhà anh ta gấp đến nỗi ngay cả cửa cũng không khóa, cửa lớn mở rộng, mau đến nhà máy thép thông báo cho họ một chút đi. Sau đó, lại bắt chước một thanh âm khác, nói. Được, ta đi. Hắc hắc, may mà ở thế kỷ 21, cô rất thích chơi phối âm. Tuy rằng so ra kém chuyên nghiệp phối âm diễn viên, nhưng là lừa gạt một ít mau đầu tiểu tử, cũng là có thể. Tô Diễm nhìn mấy tên côn đồ kia quả nhiên nhìn xung quanh, nàng lập tức lòng bàn chân bôi dầu, chuồn mất. Hấp dẫn lớn như vậy, mấy tên côn đồ kia khẳng định không khắc chế được. Bất quá, cho dù cố gia không bị trộm, vấn đề cũng không lớn, đây chỉ là một khúc nhạc đệm nhỏ. Sau khi Tô Vĩ đến điểm Tri Thanh đưa tin, liền đi theo nhóm Tri Thanh này, cùng lên xe lửa. Một nữ đồng chí văn phòng Tri Thanh, thấy Tô Vĩ chỉ cầm một cái túi da trắng, mà người khác đều là túi lớn túi nhỏ, tâm tính hỏi. Đồng chí Tô, sao anh chỉ mang theo chút đồ này? Tô Diễm vẽ mặt đồ ăn, giả bộ rất hiểu lòng người, đồng chí, tôi xuống nông thôn ăn cơm có thể tự mình kiếm, huống chi tôi đi dân hiến, không phải đi hưởng phúc. Tiền trong nhà, tỷ tỷ còn muốn dùng, tôi tự mình có thể. Nói xong, còn mở túi da trắng ra, nói. Ngươi xem, đệm chăn của ta rất đầy đủ còn mở túi sách ra, nói. Còn rất nhiều bánh bột ngô, đủ cho tôi ăn trên xe. Nghe vậy, thần sắc nữ đồng chí có chút khác thường. Chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm. Bộ phận cơ quan Vân Thành, rất nhiều người đều biết chuyện của Cố Hoàng Hoàng. Bởi vậy, nữ đồng chí rất đau lòng cho Tô Vĩ, nhưng đó là chuyện của người ta, cô cũng không tiện nói gì. Chỉ vỗ vỗ bả vai Tô Vĩ, thật là một nha đầu ngốc lên xe đi. Được. Tô Diễm vẽ mặt ý cười, lưng đeo bao lên xe. Cô cố ý, tìm một nhân chứng, chứng minh lương thực cố gia bị mất đều không liên quan đến cô. Mà lúc Tô Diễm lên xe, cố gia lúc này đã bị một đám côn đồ lật tung lên trời. Tô Diễm cầm vé xe, tìm được chỗ ngồi của mình, chỉ là chỗ ngồi phía dưới đã bị nhét đầy. Nàng liền đưa tay chọc chọc chính mình sát vách nam đồng chí, nói ra. Đồng chí, có thể giúp ta đem hành lý phóng tới trên giá xe sao? Nam đồng chí kia bỗng ngẩng đầu, vẻ mặt kinh hỉ, đẹp, thật hữu duyên. Chương 10 Tô Hào Thiên Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Nghe được thanh âm vui mừng của vị nam đồng chí kia, Tô Vĩ có chút mơ hồ ngẩng đầu lên. Cô hít mắt, cố gắng nhớ lại người đàn ông trước mắt đã gặp ở đâu. Mà nam nhân nhìn Tô Vĩ tự hồ không nhận ra mình có chút thất vọng cúi đầu, thanh âm rầu rĩ nói. Diễm Diễm là quên ta sao? Quên thì quên đi, đã, ngươi ngồi xe xong cũng mau lái, cẩn thận đừng ngã. Sau khi nói xong, nam đồng chí kia giúp Tô Diễm đem đồ đặt lên giá hành lý. Mà Tô Diễm nhìn chầm chầm mặt nam nhân một hồi lâu sau mới nhớ tới, nam nhân trước mắt này chính là nam tam trong sách, Tô Hạo Thiên, biểu ca của nữ chính cố hoàng hoàng. Biểu ca, sao huynh lại ở đây? Thật trùng hợp a à? Tô Vĩ đối với Tô Hạo Thiên vẫn là thoáng có chút hảo cảm, dù sao ở trong truyện Tô Hạo Thiên cũng không có làm quá nhiều chuyện xấu, thậm chí còn ra tay tương trợ lúc Tô Hạo Thiên gặp chuyện không may. Nghe được Tô Vĩ nhận ra mình, biểu tình vốn uể oải của Tô Hạo Thiên trong nháy mắt trở nên kinh hỉ, vui tươi hớn hở nói: "Ở trên chiếc xe này đều là đi xuống nông thôn, ta lần này cũng là đi xuống nông thôn, phụ thân để cho ta đi phía dưới rèn luyện." Tô Vĩ nghe được lời của hắn nhíu chặt mi. Tô Hạo Thiên này đích thật là một người, căm hận người biết rõ đen trắng. Nhưng nếu để cho hắn cùng mình đứng ở cùng một chỗ, ngày sau nếu là cố quốc thành, bọn họ tìm tới, chính mình lập tức sẽ bị bại lộ ra ngoài. Thật là trùng hợp, lâu như vậy không gặp, hai chúng ta ôn chuyện đi. Sau khi nói xong, Tô Vĩ liền ngồi xuống bên cạnh Tô Hạo Thiên. Mà Tô Hạo Thiên thấy mình bình thường không để ý tới biểu mùi của mình, đột nhiên trở nên thân cận như vậy, cảm thấy có chút ngoài ý muốn tại sao chỉ có một mình cậu đến với bố mẹ cậu tô hạo thiên mở miệng hỏi hắn biết tô diễm này cùng nàng dưỡng phụ dưỡng mẫu quan hệ cũng không tốt nhưng xuống nông thôn loại chuyện này hẳn là vẫn sẽ tới đưa tiễn đi hắn đã thật lâu không có cùng bọn họ gặp qua cũng muốn cùng bọn họ ôn chuyện cũ mà nghe tô hạo thiên nói tô vĩ luôn có chút xấu hổ sờ sờ đầu lộ vẻ khó xử nói thật sự là không khéo tỷ tỷ gặp một ít chuyện, hiện tại ba mẹ đều bận rộn giúp tỷ tỷ giải quyết chuyện này, cũng không có tới tiễn ta. Nghe được Tô Diễm nói, Tô Hạo Thiên cũng đại khái đoán được chút gì đó, cho dù hắn đã thật lâu không cùng bọn họ gặp qua. Nhưng chuyện của Cố Hoàng Hoàng vẫn ầm ý khắp thành phố, anh cũng ít nhiều nghe được một ít, chỉ là không quá tin tưởng là thật mà thôi. Như vậy a, à, thật đúng là làm cho người ta thương tâm, trên đường đi để cho ta chiếu cố ngươi đi, sau đó đi qua bên kia, hai người chúng ta cũng có thể chiếu ứng tô hạo thiên nghe được tô hạo thiên nói nhu thuận gật gật đầu dọc theo đường đi tô hạo thiên đều một mực thử nói chuyện với tô hạo thiên mà tô diễm luôn có câu được không trả lời hắn nàng đang tự hỏi cái này tô hạo thiên có thể cho nàng mang đến cái gì lợi ích nếu như không được phải nghĩ biện pháp đem hắn đạp rớt thời đại này xe lửa rất chậm giao thông rất là bất tiện địa điểm bọn họ lần này đi xuống nông thôn chỉ riêng xe lửa đã phải ngồi ba ngày diễm diễm ở trên xe này có bán cơm hộp em có muốn ăn một chút không chỉ ăn bánh bột ngô trong túi em sợ là dinh dưỡng không đủ tô hạo thiên có chút lo lắng nói hắn nhìn tô diễm cả người gầy gò hiu quạng ngày hôm qua một ngày vừa đến giờ cơm nàng liền lấy ra nàng cái kia bánh bột ngô ở nơi đó gặm nhìn rất là đáng thương nhưng hắn không biết chính là tô diễm tuy rằng mỗi lần đều sẽ gặm một hai cái bánh nhưng chính nàng sẽ len lén đến một góc lấy ra đồ ăn mình đặt ở trong không gian đi ra ngoài ăn một bữa thật ngon, căn bản cũng sẽ không bạc đại chính mình. Không, không cần anh họ, những thứ này là đủ rồi. Hộp cơm trên xe đắt như vậy, ba mẹ không cho em nhiều tiền như vậy, em còn phải tiết kiệm một chút, qua bên kia dùng. Tô Vĩ vẫn tận sức làm bại hoại thanh danh của Cố Quốc Thành và La Quân Hoa, ai bảo hai người bọn họ lúc trước đối đãi với nguyên chủ như vậy nghe được lời nói của tô vĩ tô hạo thiên không tự chủ nhíu mày trong ấn tượng của anh dì và dượng của cô không phải là loại người sẽ đối xử với em họ thật không ngờ tình huống chân thật của bọn họ lại như vậy không sao anh họ em mời anh muốn ăn gì cứ nói bây giờ em đi tìm tiếp viên hàng không mua cho anh tô hạo thiên hào phóng nói mà tô diễm sau khi nghe xong chỉ lắc đầu nói không cần cô nhìn ra tô hạo thiên cũng không giàu có không cần phải mắc nợ ân tình của anh. Nói xong cô cũng không nói chuyện với Tô Hạo Thiên nữa, mà nghiêng đầu nhìn cảnh sát ngoài cửa sổ. Bọn họ từ phương Nam Mãi cho đến phương Bắc, cảnh sát ven đường này cũng càng lúc càng hoang vu. Thật không biết lần này tôi đi rồi thịnh đạo sẽ thế nào? Anh ấy có nhớ tôi không? Có tìm tôi không? Tô Diễm ở trong đầu nghĩ đến, ở trong mắt nàng, từ nay về sau, nàng cùng thịnh đạo bạch sẽ không bao giờ có xuất hiện nữa diễm diễm thật sự không cần cự tuyệt ta vẫn là đi mua cho ngươi đi ngươi chờ ta rất nhanh sẽ trở lại tô hạo thiên mở miệng nói sau khi nói xong hắn liền đứng dậy đi tìm tiếp viên hàng không muốn cho tô vĩ mua cơm ăn mà tô diễm nhìn bộ dạng này của hắn cảm thấy có chút bất đắc dĩ thở dài nhân tình này nợ thì nợ đi ngày sau trả lại là được thở dài xong còn có thể quay đầu tiếp tục nhìn cảnh sát bên ngoài chờ tô hạo thiên lấy hộp cơm về không có tiền thì đừng để người giàu có ở đây, thành thật gặm bánh bao của anh đi, hộp cơm của chúng tôi chính là giá này, ăn không nổi thì đừng mua. Thanh âm chói tai vang lên ở đầu kia của đoàn tàu, mà Tô Vĩ nghe được thanh âm này nhíu mày thật chặt. Thật không nghĩ tới ở thời đại hiện tại mỗi người đều chất phát như vậy, lại còn có thể có người mắt chó nhìn người thấp như vậy. Tô Diễm đang muốn che lỗ tai, quay đầu không đi quản chuyện bao đồng này, chợt nghe được thanh âm của anh họ mình, cũng ở bên kia vang lên cái hộp cơm này làm sao có thể muốn năm khối tiền, năm khối tiền có thể làm bao nhiêu hộp cơm, ngươi có biết hay không, ở trên xe này đều là xuống nông thôn tri thanh, ngươi đây là muốn hãm hại ai nha. Nghe được thanh âm biểu ca nhà mình, tô diễm thở dài, xem ra chuyện bao đồng này nạn không thể không quản. Tô Vĩ đứng lên nhìn về phía người bán cơm hộp, chỉ thấy Tô Hạo Thiên mặt đỏ tới mang tai tranh luận với tiếp viên hàng không. Mà tiếp viên hàng không vẻ mặt khinh thường, cao cao tại thượng dùng ánh mắt liếc xéo Tô Hạo Thiên. Tô Hạo Thiên một người đọc sách bị nhân viên tiếp viên kia nhìn như vậy, chỉ cảm thấy vạn phần xấu hổ. Nhưng hắn vẫn lo liệu chính nghĩa, cảm thấy thật tốt nói với hắn nếu không một xe tri thanh này đều sẽ làm thịt hắn. Biểu ca, làm sao vậy? Tô Diễm chậm rãi đi lên phía trước, vỗ vỗ lưng Tô Hạo Thiên, đứng ở bên cạnh hắn. Mà nhân viên tiếp viên kia nhìn, đột nhiên đi ra một đại mỹ nhân, lập tức trừng to hai mắt, ngay sau đó dùng một loại ánh mắt thập phần tò mò, quét mắt nhìn Tô Hạo Thiên trên dưới. Không nghĩ tới Tô Hạo Thiên này thoạt nhìn bình thường không có gì lạ, một bộ nghèo kiết xác, cư nhiên có một biểu mùi xinh đẹp như thế.